Và buổi chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục theo chương trình cũ, chúng ta sẽ học tiếp Kinh Lăng Nghiêm ha. Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ đọc chánh văn trước. Hôm trước là chúng ta đã học xong tới cái phần thu phong đại rồi, tức là chúng ta đang học một cái đoạn thu thất đại. Cái đoạn thu thất đại này là một cái tầng cao, bắt đầu vô cái tầng cao của Kinh Lăng Nghiêm rồi. Ai là người mới nghe thì chắc có lẽ phải cái chị phải nghe từ đầu. Và bản Kinh Lăng Nghiêm này chúng tôi nói là nếu mà chúng ta từ trước giờ chưa từng theo dõi hoặc là đã có đi nghe giảng ở đây ấy, thì lúc nào đó quý vị nên dành một cái thời gian liên tục để nghe Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta mới có khả năng nhận biết được cái đạo lý ở trong này. Còn bữa nay chúng ta nghe nghỉ 5-7 ngày chúng ta nghe lại, hoặc là đến đây nghe giảng rồi tháng sau nghe lại ấy, thì có khi là nó chúng ta không thấu tột nổi. Do vậy mà quý vị chịu dự những cái buổi giảng này rồi ấy, thì hôm nào chúng ta nên rảnh dành thời gian cho riêng bản Kinh Lăng Nghiêm thôi. Tại vì từ trước đến đây là chúng tôi sẽ cố gắng giảng từng bước một theo cái thứ tự của Kinh Lăng Nghiêm này. Chúng tôi theo sát theo những cái thứ bậc rất là chuẩn mực ở Kinh Lăng Nghiêm, có tháo gỡ từng cái lầm lẫn của chúng ta trong đời sống này để mở toàn cánh cửa giác ngộ của mình. Do vậy mà đến cái phần này thì nó đã ở một cái tầng tương đối cao của Kinh Lăng Nghiêm rồi đó, chuẩn bị đến cái phần trọng yếu rồi. Và cái, những cái phẩm, những cái bài giảng đây là gần như bắt đầu nó đi vào cái phần trọng yếu. Do vậy mà tất cả những người nghe Kinh Lăng Nghiêm chúng ta phải có một cái gì đó nó cũng tương đối kha khá thì mới có thể nhận ra bản Kinh Lăng Nghiêm này, chứ nếu không là chúng ta nghe nó rất là khô khan. Và có khi là chúng ta thấy nó có là cái gì ở đâu đâu không dính gì tới mình hết. Hay là bản Kinh Lăng Nghiêm này đến đoạn này rồi thì chúng tôi mong rằng là tất cả quý vị chúng ta nên nghe một cách hết sức là chín chắn lại. Mặc dù chúng ta nghe cái thời đầu này hoặc là chúng ta mới nghe lần một vài lần của Kinh Lăng Nghiêm, nhưng nếu như chúng ta biết cách nghe kinh, biết cách nghe không có nghĩa là chúng ta ngồi chúng ta nhận những câu hỏi đó để chúng ta hiểu một điều gì rồi chúng ta đi về chúng ta làm đúng cái điều đó, thì đó biết cách nghe là kiểu thông thường. Còn biết cách nghe đúng đắn của kinh điển đại thừa là ngay tại đây tất cả những lời nói ra đều ứng hiện rõ cái gì thật ở nơi mình, để mình nhận rõ được cái chân thật mà mình đang hiện bày ngay tại đây. Giống như bất kỳ một cái tấm kiến lớn đang có từ trước đến giờ, nó không hay là nó có cái khả năng hiện bóng, và bỗng nhiên có người đi ngang hiện bóng người đó vô thì nó biết rằng mình từ xưa giờ đang chiếu soi vạn vật. Cho nên là chúng ta khéo nghe, để khi nào mà chúng ta nghe Kinh Lăng Nghiêm đến cái độ mà chúng ta nghe chỉ là nghe, chúng ta không còn là cái người và không còn là âm thanh là đối tượng của mình để nghe nữa, thì coi như chúng ta nghe đúng. Và như vậy là chúng ta sẽ học đạo rất là tốt. Thật ra khi mà chúng ta nghe những kinh điển đại thừa ở cái tầng tương đối cao này thì chúng ta nên buông thư thả lỏng mình để cho mình thực sự thanh tịnh. Và chúng ta chỉ để cái rõ biết hiển lộ ngay tại đây, đừng có thêm bớt cái gì. Tất cả những cái suy tư nghĩ tưởng, những cái so sánh hơn thiệt là chúng ta phải thôi dứt trong lúc chúng ta nghe kinh điển đại thừa. Thì từng cái lời kinh nó sẽ rất trọn trong cái rõ biết của chính mình ngay tại đây, mà không cần bất kỳ một so sánh nào để chúng ta tiếp nhận một cách sáng suốt, tiếp nhận cho đến cái mức độ tận cùng của bản kinh. Đó là những điều mà chúng ta nên chuẩn bị để cho chúng ta nghe kinh Kim Lăng Nghiêm này. Cái phần thứ bảy này là thu không đại. A Nan, hư không không hình tướng, nhân sắc mà hiển phát. Như trong thành Tất La Việt, chỗ ở cách xa sông, những người dòng Sát Lợi, dòng Bà La Môn, dòng Tỳ Xá Ly, dòng Thủ Đà La hay dòng Phả La Đọa, dòng Chiên Đà La vân vân. Khi dựng nhà mới thì đào giếng mà lấy nước. Nếu đào ra một thước đất, ở trong ấy có một thước hư không. Cho đến đào một trượng đất, trong khoảng đó có một trượng hư không. Hư không cạn hay sâu, tùy theo chỗ đào nhiều hay ít. Hư không này nhân đất mà ra, hay nhân đào mà có, hay không nhân mà tự sinh. A Nan, hư không đó nếu không nhân tự sinh thì trước khi chưa đào đất sao không trống không, mà chỉ thấy đất bằng hẳn không thông suốt.
Nếu nhân nơi đất mà sanh ra, thì khi đất ra phải thấy hư không vào. Nếu đất đã ra trước mà hư không có, hư không vào, thì làm sao hư không lại nhân nơi đất mà ra? Nếu không ra vào thì đáng lẽ hư không và đất vốn không khác nhau, không khác thì nó đồng. Vậy khi đất ra sao chẳng thấy hư không ra? Nếu nhân đào mà ra thì đào phải ra hư không, lẽ ra không ra đất. Nếu chẳng nhân đào mà ra thì đào tự ra đất, sao lại thấy hư không? Ông xét kỹ, xem xét cho thật chính chắn. Đào là tự tay người, tùy nơi mà vận chuyển. Đất nhân nơi đất liền mà dời đi, như thế hư không nhân đâu mà ra? Đào và hư không, một cái rỗng, một cái thật, không có tác dụng gì cho nhau, không phải hòa, không phải hợp. Không lẽ hư không không tự đâu mà có? Nếu hư không đó tính nó tròn đầy trùm khắp, vốn không lay động, thì phải biết hiện tiền hư không và bốn thứ địa, thủy, hỏa, phong đều gọi là năm đại. Tính thật viên dung vốn là tính như lai tạng, không sinh không diệt. A nan, tâm ông mê muội nhận được tứ đại nguyên là như lai tạng, ông hãy xét hư không là ra hay vào, hay không ra không vào. Ông hoàn toàn không biết trong như lai tạng tính giác là chân không, tính không là chân giác, bản nhiên thanh tịnh tùm trùm khắp pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh đáp ứng với lượng hiểu biết của họ. A nan, như một cái giếng trống không thì hư không sinh trong một giếng, hư không mười phương cũng là như thế. Viên mãn mười phương đâu có phương hướng xứ sở, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, đều do ý thức phân biệt so đo, có lời nói suông đều không có nghĩa thật. Trước là chúng ta đã học qua cái phần thâu địa đại, quả đại, rồi phong đại, bây giờ tới không đại. Tức là ở đây Đức Phật thâu cái không đại, có nghĩa là cái không mênh mông rộng lớn, cái khoảng không mà chúng ta đang có ở đây. Thì Đức Phật ví dụ là nếu chúng ta cất nhà mà chúng ta đào giếng á, chúng ta đào một thước thì cái khoảng không nó hiện ra một thước. Chúng ta đào cái giếng hai thước thì khoảng không hiện ra hai thước. Chúng ta đào năm thước thì khoảng không hiện ra năm thước, trống rỗng như vậy. Thì bây giờ ở đây Đức Phật đặt ra, bây giờ có phải là hư không ở trong đất do chúng ta đào cho nên có hư không hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và Đức Phật nói nếu mà do đào mà có hư không, thì sau khi đào á, thì chúng ta múc đất chúng ta đổ ra, thì chúng ta phải thấy hư không mới chạy vào, phải không? Nhưng mà khi đào miếng đất thấy trống lỗ thì chúng ta bỏ miếng đất ra, mà chúng ta không thấy hư không chạy vào, nhưng mà chỗ đó lại hiện một khoảng không. Chỉ như vậy là hư không và đất là hai cái khác nhau. Nhưng tại sao đào đất lại hiện ra hư không? À, nếu nói là đất và hư không nó là một á, nếu hồi nãy nói là khác, hư không và đất nó khác, thì đào bỏ đất mà có hư không. Thì vậy là nếu mà do đào đất mà sanh ra hư không á, thì Đức Phật cho cái đó là không đúng. Và bây giờ Đức Phật lý luận tiếp là nếu đất là và hư không là một á, thì khi mà chúng ta xúc đất, chúng ta đào, chúng ta thải đất ra thì cũng thấy hư không chạy ra. Nhưng mà lần này chúng ta đào, chúng ta chỉ thấy cái đất đi ra thôi mà chúng ta không có thấy hư không. Nhưng mà chỗ này nó lại hiện hư không, chỗ này lại hiện hư không. Như vậy là hư không đó không phải do đào từ đất mà có, và hư không đó cũng không phải dưới đất là một. Hư không là hư không, đất là đất, đất là ngăn bích, hư không là khoảng rỗng. Thì hai cái này nó không phải là hai, nó cũng không phải là một. Nếu nói nhân nơi đất mà có hư không thì cũng không đúng, nhân nơi đào mà có hư không cũng không phải, và nói đất và hư không đồng nhau cũng hoàn toàn không đúng luôn. Chúng ta đọc kinh Lăng Nghiêm, chúng ta thấy nó cái trắc đó. Cái lý luận này, một cái lối lý luận hết sức là khúc chiết. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu theo cái kiểu mà cái đầu một và một là hai, từ trước đến giờ là chúng ta không có cách nào mà chúng ta hiểu kinh điển Đại Thừa, nhất là bản kinh Lăng Nghiêm này.
Đức Phật có đoạn Đức Phật nói là hư không và đất mà nó đồng cũng không phải luôn. Tại vì khi lấy đất ra thì hư không không thấy chạy ra. Thì vậy là từ cái nhân do đào đất mà có hư không á thì cũng không phải, tức là Đức Phật phá đi cái nhân. Không phải do nhân duyên đào mà có hư không. Và hư không này ở trong giếng này cũng không phải do tự nhiên. Vì nếu mà hồi chúng ta chưa đào thì mặt đất này là phẳng lì bình chịch, không có cái lỗ trống. Cho nên nếu mà nói nhân duyên á thì cũng không phải, mà nói tự nhiên á thì không đúng. Bây giờ Đức Phật mới nói tiếp, nếu mà chúng ta xét cho tận tường, nhìn đúng với đạo lý á, thì cái hư không là một khoảng rộng trùm khắp pháp giới này. Cho nên đụng đâu cũng có hư không, đụng đâu cũng có hư không. Mà Đức Phật nói tiếp, trong cái Như Lai tàng tâm thanh tịnh của mình, thành cái tánh hư không trùm khắp pháp giới, tùy theo cái tâm lượng chúng sanh mà hiện bày ra mà không. Ví dụ như bây giờ cái hư không đang trùm khắp chúng ta ở đây, thì chúng ta muốn đi về một cái hướng phía trước mặt mình, mà mình đi một cách tự do, có nghĩa là mình đang cảm nhận mình đang đi trong khoảng hư không, đúng không? Nhưng mọi người đó chỉ cảm nhận là chúng ta đang đi trong cái khoảng mà không có cái gì cản trở, trống rỗng, có một chút xíu đó thôi. Chứ họ không cảm nhận là hư không trùm khắp giống như mình từ trước đến giờ. Thì cũng vậy, nếu bây giờ ở một cái nơi nào đó có một cái nhu cầu đào cái giếng là 2 thước thôi, thì tùy theo cái tâm và cái sự nhu cầu đó họ chỉ đào 2 thước, thì cái khoảng hư không liền hiện ra khoảng 2 thước đó, chứ không hiện hơn nó được. Họ cảm nhận được cái khoảng không hiện ra 2 thước đó. Cho nên ở đây Đức Phật cũng khẳng định rằng cái hư không là cái gì, nó trùm khắp pháp giới mười phương, có mặt ở khắp nơi rồi. Nhưng mà nhận biết nó hay không là tùy theo tâm lượng của mình. Nhận biết có hư không bao nhiêu là tùy theo tâm lượng của chúng ta. Ví dụ như ngồi đây chúng ta có thể thấy được, nhưng với một người bình thường như chúng ta thì nếu ngồi trong nhà kính thì chúng ta chỉ thấy cái hư không trong cái nhà đó thôi, chứ chúng ta không thấy xuyên qua hết vách tường. Bây giờ nói chúng ta bước ra ngoài trời để chúng ta thấy sự mênh mông của hư không dưới cái tầm mắt của mình, thì chúng ta có thể ngước lên thấy những cái ánh sao trời ban đêm, hoặc là chúng ta thấy một cái vùng trời không mênh mông đó. Thì đó là tùy theo cái tâm lượng của chúng ta, thì chúng ta chỉ thấy cái chừng đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta có một cái lần nào đó chúng ta thoát ra cái tâm lượng của tâm thức, thoát ra cái đo lường của tâm thức một lần này, thì quý vị sẽ thấy rằng á, cái quả đất mà chúng ta đang đứng ở đây từ xưa giờ nó lớn nhất so với mình, những cái mà chúng ta có thể so sánh với vật chất lớn nhất từ trước giờ là quả đất của mình. Mình đang đứng, đang ở đây theo cái tâm thức mà so sánh bình thường á, thì chúng ta cứ nghĩ là trời xanh là một cái gì tròn tròn ở trên đó. Chúng ta đứng theo một cái chiều, đứng theo cái kiểu của vòng cung, đứng theo cái chiều vòng cung của quả đất. Cho nên chúng ta sẽ thấy trời, thấy đất nó giống như một cái hình úp úp. Nhưng mà hư không kia không phải là hình tròn như mình nghĩ đâu. Không phải. Vì vậy là nếu có một cái lần mà chúng ta thoát ra được cái nhìn của phàm phu một thoáng thôi, thì lúc đó chúng ta thấy cái quả đất nó không có hơn cái đầu ngón tay đang có của chúng ta nữa. Nếu chúng ta có một lần mà thoát ra được cái thấy nhìn bình thường của chúng sanh một thoáng thôi, không bao lâu, thì mình mới thấy rằng mình không phải là cái người nghe ăn chừng đổi như bây giờ. Ví dụ như ở đây có nói micro đó, cao lắm là ra tới ngoài lộ người ta nghe. Hoặc là bây giờ chúng ta ngồi đây có thể là một tiếng nói của ai nhỏ trong cái khoảng này chúng ta có thể nghe được. Nhưng mà một người ngồi cách đây khoảng 500 mét họ không bao giờ họ nghe được tiếng của mình. Thì như vậy là cái khoảng nghe của mình nó bị giới hạn là do chúng ta còn kẹt trong cái thân này. Còn kẹt trong cái thân này. Chứ không phải là chúng ta không có cái nghe trùm khắp pháp giới. Cũng như chúng ta thấy bây giờ chúng ta thấy không qua tường vách nha. Nhưng mà cái phút chốc mà chúng ta tự tan biến ở trong pháp giới tánh rồi á, thì chúng ta thấy trùm phủ hết cái vũ trụ đằng sau này một lượt. Lúc đó vả đất nó còn nhỏ hơn cái đầu cọng cỏ bây giờ.
Cho nên lúc đó chúng ta mới thấy rằng hư không nó rộng khắp pháp giới, không có chỗ nào mà không có. Và một điều nữa để chúng ta nhận thấy hư không. Bây giờ chúng ta thấy một cái cây, nhìn một cái cây ở ngoài đang sống, với cặp mắt thường của chúng ta nó là một cái gì nó chắc, nó không có rỗng. Nhưng mà nước từ ở dưới nó có thể đưa lên tới đọt để nó nuôi thân cây. À, nếu không có cái rỗng ở trong đó đó, thì nước không dẫn lên trên được. Và cơ thể chúng ta nếu nhìn bình thường á, thì thấy là một cái thân thịt nó chắc thật như vậy á. Nhưng mà cái giữa tất cả các tế bào đều có một khoảng rỗng. Cho nên hư không và vật chất nó lồng bóng trong nhau, nó không có cách ly, không có rời. Nhưng mà nó là một thì không phải, nhưng mà hư không và vật chất luôn lồng trong nhau. Chúng ta thấy như một cái lá cây, bây giờ thì mình nhìn mắt thường mình sẽ thấy cái gì đúng không? Nhưng mà đưa vào kính hiển vi chúng ta sẽ thấy rằng từng cái phân tử tế bào nó sẽ hở ra. Nó hở ra. Cho nên là chỗ nào mà có vật chất thì chỗ đó sao? Có hư không? Hư không và vật chất chưa hề có một cái sự sai biệt nhau về cái nhìn theo cái kiểu của khoa học thôi. Chứ chúng ta chưa nói tới cái mặt lớn của đạo lý. Thì khoa học cũng đã thấy rằng vật chất này nó là chân không như hồi sáng mình đã nói rồi. Tức là sáng mình nói là khi khoa học nó phát hiện ra được cái dao động phân tử của một hạt kim cương đó, nó bằng 10 lũy thừa 10 của vận tốc ánh sáng. Và họ kết luận vật chất này là chân không. Vật chất này là chân không. Những cái vật nhỏ, những cái vật mà càng mềm mại chừng nào thì dao động phân tử nó càng chậm chừng đó. Ví dụ như ở ngoài hư không này thì cái dao động phân tử của nước đó, nó dao động rất chậm. Nhưng mà khi cái hơi nước nó đã kết tụ lại thành nước rồi đó thì dao động phân tử nó nhanh hơn chút, vận tốc nó nhanh hơn chút. Nhưng mà khi nước đã kết thành nước đá, đông thành nước đá rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy phân tử nó dao động nhanh hơn chút. Cho nên cái vật càng mềm thì cái dao động phân tử nó càng chậm, vật càng cứng dao động phân tử nó càng nhanh. Đây là cái điều mà chúng ta từ trước giờ hay nói là cực dương sinh âm, cực âm sinh dương. Trong cái chiều này ít người hiểu tới. Thì kim cương là vật rắn chắc nhất trong vật chất mà từ trước giờ mình hiểu. Mặc dầu thiếu chúng ta chưa nói tới crom hay là tất cả những vật khác, nhưng mà chúng ta có thể nhận định theo cái kiểu thường á, thì kim cương là cái vật rắn chắc khó hư hoại nhất. Như vậy mà khoa học đã phát hiện cái dao động phân tử nó nhanh bằng 10 lũy thừa 10 của vận tốc ánh sáng luôn, để họ thấy rằng vật chất là chân không tuyệt đối. Thì tất cả những vật mà càng cứng chừng nào thì cái dao động phân tử nó càng nhanh chừng đó. Mà mắt thường chúng ta cho nó là một vật chất đang đông cứng, nhưng mà khoa học bây giờ đã thấy đến cái chỗ là vật chất không phải là một cái gì đông cứng. Nó không phải là cái vật đông cứng nữa. Thật ra chúng ta thấy là hư không theo kinh, theo cái nhìn của Đức Phật rõ ràng là từ xưa không có máy móc, không có cái sự nghiên cứu của đông người. Với trí tuệ của Đức Phật đã thấu tột được vật chất và chân không. Đức Phật thấy rõ rằng cái hư không này là trong cái Như Lai tàng tâm thực của chúng ta. Đứng ở cái vị trí Như Lai tàng tâm mà nhìn á, thì hư không này là trùm khắp pháp giới. Không có cái chỗ nào mà không có hư không. Nhưng không phải do đợi đào mà có hư không. Không phải vậy. Mà không phải là do nhân nào mà có hư không. Tức là hư không không phải do nhân duyên, mà cũng không phải do tự nhiên. Mà nó là cái gì trùm khắp pháp giới này. Cho nên tùy theo cái tâm lượng của chúng ta mà chúng ta cảm biết cái hư không nó nhiều, nó ít, nó rộng, nó hẹp mà thôi. Đó là do cái cảm nhận của chính chúng ta. Còn nếu mà chúng ta vượt qua cái cảm nhận của phàm phu, cảm nhận bằng cái Như Lai tàng tâm á, thì hư không sẽ trùm khắp pháp giới. Và không phải là hư không mà tất cả mọi cái, tất cả mọi cái. Như hồi trước chúng ta nói tới địa đại, tức là đất, phải không? Đất thì chúng ta thấy, ví dụ như trong cái khoảng mà cái đất mà chúng ta đang đứng đây thì chúng ta thấy nó là có đất. Nhưng mà trong khoảng hư không này làm gì có cái chuyện có đất đâu. Nhưng mà có không? Có. Chỗ nào cũng có đất. Chỗ nào cũng có đất. Và trong cái giữa hư không mênh mông này, ngoài cái quả địa cầu chúng ta còn có những cái khối khác, còn có hàng hà sa số những cái khối vật thể khác trong vũ trụ này. Hàng hà sa số những hành tinh để đang hoạt động trong cái vũ trụ mênh mông này. Vì vậy là tùy theo cái cảm
nghiệp của cái loài nào đó mà nó hình thành một cái loại vật chất đó. Giống như bây giờ nếu mà chúng ta nhìn về quả địa cầu này, nhìn quả địa cầu chúng ta, cách đây mấy triệu năm về trước nó chưa thành hình trong cái hư không này. Thì do nghiệp cảm của hàng hà sa số một loại chúng sanh để được tới đây làm người như mình đó, và một số loài chúng sanh khác nó cảm cái nghiệp đó. Và khi nó cảm nghiệp đó rồi nó tạo thành một cái dòng xoáng thức, cái dòng xoáng trong dòng vũ trụ này. Nó bắt đầu nó hình thành vật chất từ 100 năm, 200 năm, 1000 năm, 2000 năm, 1 triệu năm, 2 triệu năm nó mới hình thành được, hàng tỷ năm nó mới hình thành được một quả địa cầu như chúng ta. Và khi hình thành quả địa cầu này với cái sức quay đó nó sẽ cảm được cái nghiệp của cái loài nào đó tới đây để sinh sống. Tức là nó cảm với nhau để nó thu hút với nhau. Do cái lực xoắn của nó cảm để thu hút. Đó, cho nên là ở đây Đức Phật nói là chúng ta cảm hư không cũng vậy, do cái nghiệp cảm riêng của mình thôi. Do nghiệp cảm riêng của mình mà mình có một cái khoảng hư không khác nhau. Ngồi đây tất cả chúng ta đều thấy cái khoảng không này, nhưng mà mỗi người đều có một cái cảm nhận hư không khác nhau ngay tại đây, chứ không ai cảm nhận giống ai cả. Tùy cái nghiệp mình mà chúng ta cảm có một khoảng không nào đó. Chúng ta cũng có thể là đồng với nhau trong một đoạn thôi. Ví dụ như ngồi đây chúng ta đồng hiểu với nhau trong cái khoảng hư không này, chúng ta đều chấp nhận, phải không? Chúng ta ngồi trong nhà chúng ta có thể chấp nhận. Hoặc là chúng ta có thể suy diễn để chúng ta biết được một khoảng hư không rộng hơn chừng một vài trăm cây số, ví dụ vậy. Thì trong cái khoảng gần gần đó là chúng ta có thể có cái đồng, cái cảm của hư không giống nhau. Nhưng mà xa hơn nữa là bắt đầu tùy theo cái tần số tâm thức của chúng ta. Chúng ta phá được những cái tầng vọng chấp thực của chính mình đó, chúng ta mở rộng cái tầng hư không ra, mênh mông với mình hơn. Và tới một hồi chúng ta phá sạch hết tất cả những cái vọng chấp của mình rồi á, tức là những cái rào cản trong tâm thức được một lần phá vỡ, thì cái vũ trụ mênh mông sẽ hiện ra với chúng ta. Trời đất trăng sao nó hiện rất nhỏ đối với chính mình. Lúc đó chúng ta một lần thấy là khắp tất cả những hành tinh, khắp tất cả hư không và vũ trụ này, chứ không phải là chúng ta thấy bầu trời này là cong cong giống như cái hình nửa trái banh úp xuống, không phải như vậy nữa. Cho nên lúc nào chúng ta còn nhìn thấy có một cái khung thước, có giới hạn, chúng ta thấy mà còn có giới hạn, chúng ta nghe mà còn có giới hạn, chúng ta biết còn giới hạn, có nghĩa là khi chúng ta đã còn ở trong khung thước, còn trong giới hạn, thì chúng ta phải cố gắng phá hết những cái khuôn thước của mình vốn có đi, những cái quy định, những quy ước, những cái mà chúng ta cho là đúng ở trong trần gian này. Đó là những cái khung mà nó sẽ nhốt chúng ta. Đó là những cái căn nhà đẹp, đó là những cái lồng sáo đẹp nhốt chúng ta. Có những cái quy ước chúng ta nghe hết sức là hay, có những cái giới điều chúng ta nghe hết sức là tuyệt diệu, và có những cái điều mà chúng ta học nó trở thành lý tưởng trong cuộc đời của mình. Có rất là nhiều cái người tri thức rất là cao, nhưng mà người tri thức cao chừng nào lại còn nhiều khung sáo chừng đó. Khó ra. Cho nên họ nhìn vũ trụ, nhìn con người không thoát khỏi cái tri thức của mình, không thoát khỏi. Học bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, thì cái biết đó nó chỉ còn khu biệt trong dòng tâm thức này, không thấy nổi. Không thấy nổi trời đất đằng sau một cái rộng khắp giống như mình, giống như một người đã thực sự biết được đạo lý một lần, tức là đứng ở cái chỗ này, Đức Phật nói là đứng ở Như Lai tàn tâm, thì mới thấy rằng hư không này là trùm khắp pháp giới. Còn với một người dân thường mà mình nói hư không trùm khắp pháp giới, họ không tin, tại vì họ mới đào giếng nó lộ ra có hai thước đất, họ thấy hư không có hai thước đó thôi, họ không thấy hơn, Đó cho nên là tùy theo cái cảm nhận, cái hiểu biết của mình, tùy theo nghiệp tập của chúng sanh mà nhận biết hư không rộng hay là hẹp khác nhau. Chứ còn hư không này vốn trùm khắp pháp giới, không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên. Đó là cái không đại. Bây giờ cái kế nữa là cái kiến đại. A nan, cái giác của kiến đại thì không khởi biết nhân sắc không mà có. Như hiện nay ông ở trong rừng Kỳ Đà, sớm mai thì sáng, ban đêm thì tối, đến lúc giữa đêm có trăng tròn thì sáng, không trăng thì tối. Những tướng sáng tối nhân cái thấy mà phân tích.
Cái thấy này lại cùng với tướng sáng tối và hư không là đồng một thể hay chẳng đồng một thể, hoặc cũng đồng cũng chẳng phải đồng, hoặc cũng khác cũng chẳng phải khác. A nan, nếu cái thấy đó cùng với sáng tối và hư không nguyên là một thể, thì cái sáng và cái tối hai thể nó tiêu diệt lẫn nhau. Khi tối thì không có sáng, khi sáng thì không có tối. Nếu cái thấy cùng với cái tối là một thể, thì khi sáng cái thấy phải mất. Nếu cái thấy cùng thể với cái sáng thì khi tối phải bị diệt. Mà đã diệt rồi thì làm sao thấy tối? Còn như sáng và tối khác nhau, cái thấy không sinh không diệt thì làm sao lại thành một thể được? Nếu tính thấy này cùng với tối, sáng không phải đồng một thể, vậy ngoài cái sáng tối và hư không ra, ông phân tích tính thấy thành hình tướng gì? Nếu rời sáng, tối và hư không, tính thấy ấy đồng với lông rùa sừng thỏ. Nếu ba thứ sáng, tối và hư không đều khác, thì do đâu mà thành lập được cái thấy? Sáng và tối trái nhau làm sao hoặc là đồng? Rời ba việc nguyên là không làm sao hoặc là khác? Bên hư không, bên cái thấy vốn không ranh giới, làm sao chẳng phải đồng? Thấy tối, thấy sáng, tính thấy không thay đổi, làm sao chẳng phải khác? Ông hãy xét cho chín chắn tường trận, nhận cho tột cùng ánh sáng là do mặt trời, tối là do đêm không tăng. Chỗ thông suốt thuộc về hư không, chỗ bích lấp thuộc về đất liền, còn cái thấy nhân đâu mà có? Cái thấy có giác quán, hư không thì không hiểu biết, chẳng phải là hòa, chẳng phải hợp, không lẽ tính thấy không từ đâu tự phát ra? Nếu như tất cả sự thấy nghe hiểu biết tính nó tròn đầy trùm khắp vốn không lay động, thì phải biết hư không không có bờ mé, chẳng lay động, và bốn món đại kia thủy, hỏa, phong không lay động đều gọi là sáu đại, tính nó thật viên dung, vốn là tính như lai tạng không sinh không diệt. A nan, ông chìm đắm không ngộ được những sự thấy nghe hiểu biết của ông vốn là tính như lai tạng, vậy ông hãy xét cái thấy nghe hiểu biết đó là sinh hay là diệt, là đồng hay là khác, là chẳng phải sinh, chẳng phải diệt, chẳng phải đồng, chẳng phải khác. Ông chưa từng biết trong Như Lai Tạng cái thấy nơi tâm tính là tính minh của bản giác. Tính minh của bản giác biểu lộ ra nơi cái thấy bản nhiên thanh tịnh trùm khắp pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sinh phân biệt thế nào thì đáp ứng với lượng hiểu biết của chúng sinh như thế. Như một nhãn căn thấy khắp pháp giới thì biết nghe, ngửi, biết nếm, biết xúc, biết các công việc năng nhiệm màu sáng suốt cũng trùm khắp pháp giới, tròn đầy cả mười phương hư không, đâu có phương hướng xứ sở theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết hoặc lầm cho là nhân duyên, là tính tự nhiên, đều do ý thức phân biệt so đo, chỉ có lời nói hoàn toàn không có nghĩa thật. Đây là một cái phần nói về cái kiến có nghĩa là cái thấy của chúng ta. Thì ở đây bắt đầu Đức Phật nói tới cái ánh sáng. Dù như ban ngày khi mặt trời mọc thì chúng ta thấy có ánh sáng, đúng không? Ban đêm á, thì đêm nào có trăng chúng ta thấy sáng, mà đêm không trăng chúng ta thấy tối. Nếu mà một đêm không trăng, không có đèn, không có cái gì hết thì đêm đó hoàn toàn tối. Thì Đức Phật ví dụ cái đầu tiên á, là cái thấy của chúng ta đối với cái tối, nó là đồng hay là khác? Nếu cái thấy chúng ta đồng với cái tối thì khi sáng tới là chúng ta không thấy. Tại vì sao? Tại vì khi có ánh sáng là bóng tối tự tan biến. Mà tan biến cái bóng tối tức là cái thấy chúng ta bị tan biến theo. Không? Bây giờ nếu mà cái thấy chúng ta không đồng với cái tối thì nó sẽ đồng với cái sáng. Không? Nhưng mà nếu cái thấy chúng ta đồng với cái sáng rồi thì khi bóng tối tới chúng ta sẽ không thấy tối. Chúng ta sẽ không thấy tối. Nó cũng phải bị tan biến theo cái sáng này. Hoặc là cái thấy chúng ta đồng với hư không. Thì trong ba cái ví dụ này, để Đức Phật lý luận để thấy cái thấy chúng ta nó không phải là sáng, nó không phải là tối, và nó cũng không phải là hư không.
Tại vì nếu nó là hư không, trong cái hư không thì nó không biết. Nhưng mà cái thấy chúng ta biết. Cái thấy chúng ta vừa thấy tất cả mọi cái là chúng ta có sự nhận biết trong đó. Thì cái thấy này không phải là hư không, không phải là sáng, không phải là tối. Nó không phải là quả đại, thủy đại, phong đại, cũng không phải là tứ đại nữa. Thì trong lục đại này, năm cái đại trước và cái không đại này, nó không phải là đồng, không phải là khác. Nhưng mà nếu nó khác á, thì nó không thấy nhau. Ví dụ như cái thấy mà nó khác hư không. Giống như bây giờ chúng ta là một người Mỹ đang khác nhau, là chúng ta ngồi Việt Nam, họ bển, họ không thấy mình. Đang khác chỗ, khác nơi, khác vị trí, không thấy nhau. Đúng không? Nếu cái thấy chúng ta mà nó không phải, nó khác ánh sáng, thì nó không thấy được ánh sáng. Cho nên nó không phải là khác. Nhưng mà nói đồng ánh sáng thì không đúng, tại vì khi tối lại thì ánh sáng không còn. Phải không? Ánh sáng không còn thì cái thấy nó sẽ mất. Cho nên nếu mà nói đồng với ánh sáng thì cũng không đúng. Vì vậy cái thấy của chúng ta nó không phải là ánh sáng, nó cũng không phải là bóng tối, nó cũng không phải là hư không. Nhưng mà nói nó khác với ánh sáng, khác tối, khác hư không cũng không phải. Chúng ta thấy cái lối lý luận ở Kinh Lăng Nghiêm rất rất là hay ha. Bây giờ nếu mà chúng ta phân tích, bây giờ bỏ ánh sáng ra, không có ánh sáng, không có bóng tối, thì chúng ta còn cái thấy không? Còn thấy là cái thấy. Cái thấy nó không phải gì ánh sáng mà cũng không phải gì bóng tối. Do vậy nói đồng thì cũng không phải đồng, mà nói khác thì không phải khác, đúng không? Khi mà có hình sắc chúng ta vẫn thấy, và không hình sắc chúng ta vẫn thấy. Bây giờ nói vậy để chúng ta nói một cái người mà mù. Người mù thì hỏi họ thấy cái gì? Họ nói thấy tối thui rồi. Chứ không phải người mù không thấy đâu á. Người mù có cái thấy, nhưng mà họ thấy tối thui, giống như một người nhắm mắt hoặc là một người ở một đêm không trăng. Cái đêm không trăng chúng ta vẫn thấy tối thui giống như người mù thấy, không khác nhau. Thật ra cái thấy của con người khi sinh ra họ có cái thấy rồi, nhưng mà họ đủ lục căn họ sẽ thấy khác đi cái người không đủ lục căn. Chứ không phải là cái người mà bị khiếm khuyết lục căn họ không có thấy biết. Họ vẫn có cái nguyên đó. Cái nguyên thể sáng suốt đó ai cũng có như nhau. Nhưng mà cái nguyên thể sáng suốt đó, nếu chúng ta có lục căn, giống như một cái nhà mà chúng ta có 6 cửa thì ánh sáng sẽ lộ ra đủ 6 cửa. Không, gió sẽ thông 6 cửa. Nhưng mà cửa nào bị đóng thì gió thông 5 cửa kia, nhưng mà đừng nghĩ là cái cửa này nó không có. Đó là điều để chúng ta thấy. Cho nên cái thấy này ở đây Đức Phật nói đó, là cái riêng của chúng ta. Nó vốn có mà nó không do nguyên nhân nào hết á. Không do ánh sáng, không do bóng tối, không do hư không. Nhưng mà nó cùng với năm đại kia phủ trùm khắp pháp giới. Chứ không phải là nó là một cái nhỏ nhiệm. Nhưng mà có điều chúng ta ngồi đây thì chúng ta không thể thấy xuyên qua tường vách. Phải không? Cái thấy chúng ta không xuyên qua tường vách. Mà chúng ta bước ra ngoài trời chúng ta sẽ nhìn một cái, chúng ta mới thấy rằng á, chúng ta thấy tới tận cái trời xanh mênh mông kia. Thì cái thấy chúng ta bắt đầu nó mở rộng, thấy chúng ta bắt đầu nó mở rộng ra. Nhưng mà cái thấy của chúng ta và cái hư không á, quý vị thấy nó giống như có một cái sự trộn lẫn. Tại sao? Tại vì bây giờ nếu ai ở đây mà có thể phân biệt được cái khoảng cách giữa mình, cái thấy và hư không, có không? Cái thấy của chúng ta và hư không này nó có ranh giới không? Hoàn toàn không có cái ranh giới, không có ranh giới. Nói khác còn không được, khác thì nó không thể thấy. Ra cái thấy của chúng ta ở đâu thì cái vật lại hiện ra ở đó. Đây là điều mà để chúng ta có thể nhận được cái tự tánh của mình nè. Từ trước đến giờ á, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta nhìn thấy cây cột, là mình ngồi đây để mình nhìn thấy cây cột đó, mình nhìn ngồi đây để mình thấy cái tường kia, mình ngồi đây để mình thấy sự vật đó. Không phải, chúng ta đã bị hiểu lầm. Bây giờ khi mà chúng ta nhìn thì có phải cái thấy chúng ta chạy lại tới đó để thấy sự vật không? Phải không?
Ví dụ tôi mở mắt chúng ta nhìn thấy hư không, thì cái thấy chúng ta cái tốc độ của ánh sáng nó không chịu nổi, 300 mấy km trên giây là không có so sánh với cái thấy của mình đâu. Tận hư không kia khi chúng ta thấy một cái là thấy suốt hàng tỷ 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 km trong một thoáng thôi. Thì trong một thoáng đó chúng ta cứ nghĩ rằng cái mắt chúng ta nó chạy tới đó để nó thấy. Phải không? Không phải. Chính cái thấy chúng ta trùm khắp, cho nên cái gì nó hiện trong đó đều bị lộ ra. Chứ không phải là chúng ta mới nhìn để cái thấy chúng ta tới chỗ đó mà chúng ta thấy sự vật. Chúng ta khéo nhận chỗ này, khéo nhận chỗ này. Để thấy rằng rõ ràng là chúng ta có cái gì trùm khắp thật sự, chứ không phải đây là một cái gì tưởng tượng. Tất cả chúng ta đều có cái trùm khắp này. À, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta đang nghe nè. Đó thì quý vị đang nghe tôi nói rồi, tiếng bên phải, tiếng bên trái, tiếng đằng sau, tiếng đằng trước, tiếng trên, tiếng dưới, trong ngoài chúng ta nghe một lượt. Thì vậy là chẳng lẽ cái nghe chúng ta chạy đằng trước, chạy đằng sau, chạy bên phải, chạy bên trái, hay chạy lên chạy xuống. Không phải chuyện đó. Mà do chúng ta đã có cái nghe trùm khắp này, cho nên cái âm thanh nó hiện trong cái đó chúng ta rõ biết, chúng ta nhận liền, mà nhận đúng vị trí của nó chứ không có nhận sai lệch. Cái hướng bắc hiện ra âm thanh, hướng nam hiện ra âm thanh, hướng đông, hướng tây hiện ra âm thanh một lượt, chúng ta nhận biết một lượt bốn hướng. Nếu mà hiện ra 100 hướng, có 100 tiếng động, chúng ta nhận một lượt 100 tiếng động của 100 hướng đó. Vì là để chứng minh cho chúng ta có một cái gì đang phủ trùm trong pháp giới này. Chứ con người chúng ta không phải hạn hẹp, không phải do lỗ tai chúng ta nghe hình sắc. Và nếu một người nào tu khéo một chút á, thì chúng ta thoát ra cái căn để chúng ta cảm nhận cái trần á, thì chúng ta tự động trùm khắp. Như hồi nãy chúng ta nói là một phen mà chúng ta thoát ra, chúng ta thấy quả đất nó còn nhỏ hơn cái đầu cọng tóc hiện giờ của chúng ta nữa. Tại chúng ta đã trùm khắp như vậy á, mà mình không nhận ra. Phật tổ muốn chỉ chúng ta nhận ra được cái trùm khắp này của chính mình. Mặc dầu nói là cái thấy, mặc dầu nói là cái nghe, nhưng mà đến cái phần sau chúng ta sẽ nói tới cái tầng là phá hết cái lục căn. Tức là lục căn hữu dụng. Thì cái thấy không còn là thấy, cái nghe không còn là nghe nữa. Cho nên nếu một người nào mà được gọi là ngộ đạo, thì người ta sẽ có một cái tiếng nói từ cái chỗ cái không cần con mắt mà người ta vẫn nhận biết được hình sắc. Không phải do lỗ tai mà người ta nhận biết được âm thanh. Thì người đó một phen phá được lục căn để đi ra ngoài. Tức là lục căn lúc đó hữu dụng. Thì phần sau cái Lăng Nghiêm sẽ nói tới cái chuyện đó. Ở đây chúng ta phải khéo nhận ra một điều là mình, cái con người này của mình á, không phải có một xíu xíu ở đây, không phải có là có một cái thân mấy chục ký lô để thấy trong cái khoảng rang tắc, không có đâu. Con người chúng ta vốn phủ trùm pháp giới này, đó mới là con người thật. Còn do nghiệp tập mới mang con người giả này. Con người ta đang mang đây là một con người do kết nối của ngũ quẩn do nghiệp tập, cho nên nó bị khu biệt trong vật chất. Chứ nếu mà cái thấy chúng ta thoát ra vật chất một lần là pháp giới mênh mông này mình thấy rõ lắm. Lúc này chúng ta nhìn thấy từng ngôi sao một xa xôi như vậy, chúng ta thấy không hết. Cái ở đằng trước chúng ta thấy, phía sau lưng chúng ta thấy không được. Nhưng mà phen chúng ta thoát thân để chúng ta thấy rồi là chúng ta thấy khắp, không có ngoài, không có trong, không có chỗ nào sót trong cái thấy này của mình. Đó là cái thấy trùm khắp pháp giới của chúng ta. Cho nên từ trước đến giờ á, trong cái khái niệm thường của chúng sanh, con khái niệm thường của chúng ta là tất cả những cái vật trước mắt do mình thấy. Và mình thường có nghĩ rằng mình nhìn mình mới thấy, và cái thấy mình đang đi đến cái vật đó để mình thấy. Chứ chưa bao giờ chúng ta có cái cảm nhận rằng chúng ta đang trùm, cho nên nó hiện trong cái đó mình rõ. Đúng không? Có lần nào chúng ta cảm nhận được mình đang phủ trùm ở đây? Cho nên cái gì hiện trong cái vùng phủ trùm mình rõ biết không? Chúng ta phải cảm nhận được điều này. Ít ra thì chúng ta phải có cái cảm khái khái về cái điều này một tí. Để chúng ta biết mình không phải là cái người nhỏ nhiệm có một tí xíu. Không phải là khi có âm thanh bên đó rồi chúng ta mới chạy tới đó, ta nghe âm thanh đây, chạy đây nghe, nó không có chạy. Cái nghe chúng ta không dao động. Cái thấy chúng ta cũng bất động luôn. Chứ không phải cái thấy chúng ta động đâu. Cái thấy chúng ta thấy vậy, chúng ta đi, chúng ta ngó qua ngó lại, nhưng mà cái thấy luôn luôn là bất động. Nó luôn rõ biết, luôn rõ thấy mọi cái. Do cái thân xác chúng ta quay tới quay lui, tức là do cái nghiệp cảm chúng ta quay tới quay lui, tức là cái thấy mà nhỏ là do nghiệp. Nhưng mà thấy trùm phủ hư không này mới là cái thấy thật, thoát ngoài nghiệp.
Chính cái chỗ này mà Đức Phật muốn gợi lên để cho chúng ta nhận biết được mình có một cái gì đó thực sự rộng khắp pháp giới này chứ không phải nhỏ nhiệm nữa. Nhưng mà từ trước giờ chúng ta bị lầm đi. Chúng ta bị ở trong căng trần, chúng ta không thoát ra được. Chứ nếu chúng ta nhận được một lần mình phủ trùm khắp pháp giới rồi thì bắt đầu mình tan biến cái phút giây á, phút giây mà chúng ta cảm nhận được cái rộng khắp của mình á, thì phút giây đó là chúng ta dùng cái từ thường thường gọi là thoát thần, thoát thần, thoát khỏi cái thân tâm này một lần để chúng ta cảm nhận vũ trụ mênh mông này. Còn không á là chúng ta vẫn còn thấy kẹt trong mắt, thấy bị kẹt ở mắt, nghe bị kẹt ở tai, chúng ta không thoát ra được. Nên đây Đức Phật dùng là cái kiến đại, tức là cái thấy rộng khắp. Đại có nghĩa là lớn, mà lớn không phải là lớn so với nhỏ, mà lớn cho tới không có cái gì có thể so sánh được. Đó gọi là kiến đại, tức là cái thấy phủ trùm khắp pháp giới này. Nhưng mà chúng ta không thể thấy được như vậy, chúng ta không thể nghe được như vậy từ trước đến giờ, là vì chúng ta còn kẹt trong thân căn này. Như vậy mà chúng ta phải nhận ra được cái này rồi á. Bây giờ nếu chúng ta không ngộ được điều này thì chúng ta cũng phải cảm nhận. Và từ đây về sau chúng ta tập, chúng ta tập thay đổi cái quan niệm từ trước đến giờ của mình. Không, chúng ta thay đổi bằng cách là không phải là do cái vật đó mình mới thấy, cái thấy mình nó mới tới với vật đó cho nên mình mới thấy. Không phải mình mới tới chỗ này cho nên mình thấy cái đó, mà cái thấy mình nó đã khắp rồi. Cho nên cái sự vật này trong một cái duyên đủ để nó hiện trong cái thấy mình, mình thấy nó, tất cả mọi cái đều hiện trong cái của mình. Chứ không phải là mình là thấy sự vật, mình nhỏ xíu để mình thấy một sự vật đó, không có. Ví dụ một cái núi, chúng ta nhìn cái là thấy hết cái núi, thì cái núi nó nhỏ hơn mình mới nhìn thấy hết nó, mình mới trùm nó, phải không? Giống như mà chúng ta lấy một cục đất, lấy cái bao chúng ta bao cục đất nó lại được á, thì cái bao đó nó phải bự hơn cục đất mới bao được, lớn hơn cục đất mới bao được, đúng không? Thì vậy là cái thấy chúng ta nó phủ hơn cái núi, chúng ta mới thấy được hết cái núi, chứ không phải là cái núi lớn hơn mình. Khi mà chúng ta bay lên càng cao chừng nào thì chúng ta thấy cái quả địa cầu chúng ta càng, cái mặt bằng của quả đất này nó càng rộng chừng đó. Nhưng mà ở dưới đất này chúng ta thấy có một chút xíu do cây cảnh nó phủ che. Do đó nên cái tâm thức mà chúng ta nó vắng hết những cái che chắn á, những cái dao động để che chắn á, thì chúng ta sẽ thấy rộng hơn ở vũ trụ này. Giống như một người lên trên hư không cao thì sẽ thấy được cái mặt bằng của quả địa cầu này rộng hơn. Không, lên càng cao thì sẽ thấy cái mặt đất càng rộng. Giống như chúng ta đứng dưới đất này thấy không có bao nhiêu, nhưng mà leo nóc nhà là chúng ta sẽ thấy rộng hơn chút. Leo lên đỉnh núi cao chúng ta sẽ thấy trời đất mênh mông hơn một chút nữa. Và nếu chúng ta bay lên cao chừng nào thì sẽ thấy rộng chừng đó. Cũng vậy, tâm thức chúng ta mà còn cạn cợt á, thì chúng ta nhìn đời thấy nó hẹp bằng cái lỗ kim. Nhưng mà nếu chúng ta học hành, chúng ta tu tập tốt, tâm trí chúng ta khai mở, chúng ta sẽ nhìn đời rộng hơn miếng. Phá được một tầng vọng chấp, chúng ta thấy cái không gian vũ trụ này, con người này rộng thêm chút. Giống như cái người mà mê tiền thì nói chuyện khác không thèm để ý, nó đầu họ quấn ở trong tiền. Nói chuyện bàn bạn hồi bàn tới bàn lui, hồi họ cũng lòi cái vụ là làm tiền, làm sao có tiền, làm sao móc túi. Chứ họ không có cái gì rộng ra ngoài đó được. Tại cái tâm thức họ đang kẹt trong đó. Còn người bị vướng trong tình cảm cũng vậy. Họ đang khổ vì thương người khác hoặc đang khổ vì ghét người khác rồi á, thì quý vị có nói cái gì đi nữa, quanh tới quanh lui rồi họ cũng nói tới cái chuyện đó. Họ nhìn đời không bao giờ thoát cái mà họ đang bị dính cứng. Đây là cái thấy của mình. Rõ ràng đang đắm mê cái điều gì nó tới luôn là họ lòi cái đó ra. Có một cái chuyện, có ông kia ông lên núi ông nhập thất đúng 60 năm rồi. Ẩn cư 60 năm trên núi. Thì một hôm có một cái nhà tỷ phú muốn đi học đạo, nghe đồn trên cái đỉnh núi cao đó có một người tu rất là lâu. Thì ông mới bắt đầu ông leo núi rất là cực khổ. Sau nhiều năm tháng mà làm tiền của mình thấy đầy tiền, đủ tiền quá rồi, thấy có tiền cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ có nghĩ rằng có lẽ là có đạo lý nó sẽ tốt hơn. Ông đi cực khổ leo núi, leo lên đến đỉnh núi rồi á, gặp một ông già mặc đồ rách rưới ra ngồi trong tuyết lạnh, trong cái cảnh sống rất là khổ hạnh.
Thì ông này mới nói là con cực khổ đi từ thành thị tới đây cũng cầu sư là nếu mà có đạo lý cũng dạy cho con một cách sống nào tốt đẹp an lành để con về con sống lại thế gian, hoặc là sư có thể cho con ở lại đây con tu. Ông nói ta có đạo lý gì đâu, ngươi đi có đem thuốc hút theo. Tất cả những cái thằng tới đây với tao từ trước giờ không nào cho tao thuốc hút hết, mày có thuốc hút là tốt rồi. Trong 60 năm ở trên núi chỉ chờ đợi hút được điếu thuốc, không thoát ra được, không thoát ra được. Cũng có một chuyện tương tự như vậy. Thì có rất là nhiều người nghe đồn trên núi đó có một người tu rất lâu, họ bắt đầu lên núi. Lên núi khi tìm hỏi đạo lý rồi thì cái ông sư đó nhìn thấy cái ông nọ đeo cái đồng hồ rất là đẹp. Ông hỏi đồng hồ này giá bao nhiêu? Tức là khi người ta kẹt rồi dù luôn lên tuốt trên cái đỉnh núi cao vẫn không có thoát ra được. Thoát ra được. Dù nhiều chục năm tu tập nhưng mà không phá vỡ ra được. Cái đầu đang ghiền thuốc của nó là 60 năm rồi, chỉ chờ đợi là được hút một điếu thuốc cho nó đã đời. Không có cái chuyện khác nữa. Đó là cái thấy kẹt, cái thấy chúng ta còn kẹt. Cho nên chúng ta thấy, như sáng chúng ta nói là người nào kẹt trong cái gì á, được á thì họ sống vui, mà không được là họ sẽ chửi rủa, họ phê phán. Mà rõ ràng cái đó chính là cái kẹt của mình. Bây giờ nhìn lại những người mà trong cái đời sống này luôn luôn làm tiền bị thất bại, mà khi có một người có tiền trước mặt mình, họ sẽ nghĩ quấy người đó liền. Nhìn lại có phải không? Tất cả những người chửi những người giàu, tất cả những người chửi những người làm ăn được, vân vân. Mà nhìn lại người đó có phải là người thành công hay là người thất bại trong cái đường tiền? Rồi đường tình cũng vậy. Đường tình cũng vậy. Cái đường gì mà mình thất bại thì cái đường đó sẽ từ cái miệng mình chửi ra. Và mình cứ nghĩ rằng mình đang sống trong sạch. Người đó có đó tức là họ nhiễm mà. Có những người tu nó có cái quan niệm rất là tức cười đó. Nhưng mà nếu xét lại cái người đó đang rất là cần cái việc này. Nếu bây giờ có tiền và có tình thử hỏi người đó thoát không? Chưa chắc. Nhưng mà vẫn chửi người ta, vẫn cho rằng người ta không trong sạch. Đó là những điều mà chúng ta phải biết. Nó mọi cái đều ứng hiện ở nơi mình. Cho nên mình đang bị kẹt ở trong cái vòng gì á, thì chúng ta sẽ bị giải dụa bằng tâm thức cái điều đó nhiều nhất. Cái nghĩ suy chúng ta không bao giờ thoát ra cái vùng trời đó được. Nghĩ cái gì, hiểu cái gì, biết cái gì là chỉ lanh quanh lẩn quẩn trong cái vòng đó thôi. Được thì chúng ta vui, không được thì cả trần gian là điều xấu. Ngay cả ông Phật đi nữa, thì ông Phật này cũng vì danh vì lợi trước mắt với một người mất danh lợi. Một người họ sống trong danh lợi mà họ có đầy đủ, họ sẽ nhìn ra được ông Phật một chiều hướng khác. Nhưng mà người mất danh, mất lợi, mất tiền, mất tình sẽ nhìn ông Phật một cái chiều hướng khác. Không nhìn ông Phật tốt đẹp được. Rõ ràng là khi mình mang kiến màu nào thì cuộc đời sẽ hiện màu đó ra với chính mình. Cho nên người nào mà hay chửi rủa cái gì nhất thì coi lại đi, người đó đang kẹt cái đó nhất. Đang ở trong đó họ thoát ra không được. Đó là điều mà chúng ta phải thấy ở cuộc đời này. Thế nên cái kiến này nó rộng hay nó hẹp là do nghiệp cảm của chúng sanh, nghiệp cảm của chúng ta. Chúng ta muốn thấy rộng thì chúng ta tháo những cái rào cản trong tâm thức của chúng ta đi. Thì chúng ta sẽ thấy rộng hơn cái vũ trụ mênh mông này. Chúng ta phải cảm nhận được cái rộng khắp của chính mình đang hiển lộ ở khắp pháp giới mười phương rồi. Bây giờ chúng ta bị kẹt, bị lấn quấn trong dòng tâm thức cho nên cái thấy chúng ta bị cạn cợt. Nếu chúng ta muốn mà nhận biết được cái điều này, chúng ta phải tháo gỡ những cái rào cản của chính mình. Chỉ vậy thôi. Chúng ta còn bị kẹt ở đâu, bị vướng cái gì là tự chúng ta nhẹ nhàng không tiếp tục làm cho cái đó dày thêm nữa. Thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái thấy mênh mông của chính mình. Từ trước đến giờ tất cả mọi cái đều như vậy hết rồi. Trong cái tứ đại không? Đã mênh mông trùm khắp rồi. Cho tới cái không đại, cho tới cái kiến đại cũng đã mênh mông trùm khắp rồi. Cái tính thách thấy của mình giống là bản nhiên thanh tịnh từ xưa tới giờ. Đây là một điều rất là lạ nha.
cái thấy của một chúng sanh bình thường vẫn không nhiễm, chứ không phải là cái người giác ngộ. Rõ ràng là từ xưa giờ chúng ta thấy quá nhiều chuyện, đúng không? Chuyện xấu cũng thấy, chuyện tốt cũng thấy, chuyện nhơ cũng thấy, chuyện sạch cũng thấy, có cái gì chúng ta không thấy đâu. Nhưng mà bây giờ cái thấy chúng ta vẫn nguyên vẹn như vậy. Chứ nếu bây giờ chúng ta thấy cái chuyện nhơ á, mà nó dính với cái đó rồi, cái chuyện sạch chúng ta không thấy. Chúng ta thấy chuyện xấu mà nó dính lên đó rồi thì cái chuyện đẹp chúng ta không thấy. Nhưng bây giờ đẹp xấu hiện ra một lượt chúng ta cũng thấy một lượt, mà hiện ra từng phần chúng ta sẽ thấy từng phần. Để thấy rằng cái thấy chúng ta xưa giờ nó thanh tịnh. Chúng ta từ xưa giờ rất rất là thanh tịnh, mà chúng ta không chịu nhận ra cái điều này. Chứ không phải là đợi chúng ta tu lâu chúng ta mới có cái thấy thanh tịnh này. Đó là cái mà chúng ta phải nhận ra. Không phải do sáng chúng ta mới thấy, không phải do tối chúng ta mới thấy, không phải do hư không, không phải do bất kỳ một cái điều kiện gì. Bỏ hết tất cả những cái đó đi, chúng ta vẫn còn nguyên cái thấy thanh tịnh. Thì cái thấy đó mới chính thật là cái thấy của mình. Không cần phải nương tựa cái gì, chúng ta có cái biết đó, thì cái biết không nương tựa đó là cái biết của chính mình. Đó là cái điều mà Phật Tổ muốn chỉ chúng ta. Còn nếu không, chúng ta cứ thấy theo cái chừng hạn, chúng ta thấy theo cái khúc đoạn nào đó thôi, chúng ta không bao giờ thấy hết. Đến cái phần thứ 9, tức là thu cái thức đại. A Nan, thức đại không có nguồn gốc, nhân sáu thứ căn trần giả dối mà sinh ra. Nay ông hãy xem khắp thánh chúng trong hội này, dùng mắt lướt qua, mắt ông nhìn khắp, chỉ như bóng trong gương không phân tách riêng biệt. Cái thức của ông trong ấy theo thứ lớp mà cái thức ông trong ấy theo thứ lớp thấy, thứ lớp chỉ ra, đây là ông Văn Thù, đây là ông Phú Lô Na, đây là ông Mục Kiện Liên, đây là ông Tu Bồ Đề, đây là ông Xá Lợi Phất. Cái thức hiểu biết này là sinh ra từ cái thấy, từ cái tướng hay từ hư không, hay là không có nguyên nhân đột nhiên mà phát ra. A Nan, nếu thức của ông sinh ra từ trong cái thấy như không có các tướng tối, sáng, sắc, không, bốn thứ đã chẳng có, thì cái thấy của ông cũng vốn không. Tính thấy còn không, thức do đâu mà phát ra? Nếu thức của ông sinh ra từ các tướng chứ không phải từ cái thấy, thì đã không thấy sáng, cũng không thấy tối. Sáng tối không thấy, tức là không có sắc và không. Các tướng kia còn không, thức từ đâu mà phát sinh? Nếu thức sinh ra từ hư không, ngoài các tướng và ngoài cái thấy, thì ngoài cái thấy không có cảm giác phân biệt, tự nhiên chẳng hay biết được sáng, tối, sắc tướng và hư không. Ngoài sắc tướng không có duyên của tiền trần, thì sự thấy nghe hiểu biết không do đâu mà thành lập? Ngoài hai thứ căn trần ra, nếu là không thì đồng với hư, đồng với không có, còn nếu là có thì cũng không đồng với các vật. Giả sử thức của ông có sinh ra thì đâu có phân biệt gì. Nếu thức không có cái nguyên nhân bỗng nhiên mà phát ra, sao nó không phân biệt được mặt trăng sáng trong lúc mặt trời đứng bóng? Ông hãy xét cho chín chắn và tường tận, cái thấy thì gá vào con mắt của ông, các tướng giả, các tướng trả về cho tiền cảnh. Cái gì có hình tạng thì thành có, cái gì không có tướng thì thành không. Vậy cái thức duyên nhân đâu mà phát ra? Cái thức thì động, cái thấy thì tịnh, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Cái nghe, cái ngửi, cái xúc lại cũng như thế, không lẽ cái thức không do đâu mà tự phát ra? Nếu cái thức này vốn không do đâu, thì phải biết cái thức đại nhận biết và các căn thấy nghe hiểu biết nó vắng lặng cùng khắp, bản tính không nương vào đâu mà có. Hai món đại ấy cùng với hư không, địa, thủy, hỏa, phong đều gọi chung là bảy đại. Tính thật viên dung, vốn là tính Như Lai tạng, không sinh không diệt. A Nan, ông còn nông cạn, không ngộ được cái nhận biết từ các điều thấy nghe vốn là Như Lai tạng. Ông hãy xét sáu cái thức này là đồng hay là khác, là không hay là có, là chẳng phải đồng, chẳng phải khác, chẳng phải không, chẳng phải có. Ông nguyên chẳng biết trong Như Lai tạng tính của thức là tâm rõ biết, tính của rõ biết là chân thức. Tâm ấy giác ngộ nhiệm màu vắng lặng trùm khắp cả pháp giới, hàm chứa cả mười phương, đâu có phương hướng xứ sở, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên đều là ý thức phân biệt so đo,
chỉ có lời nói suông đều không có nghĩa thật. Ở đây bắt đầu nói tới cái thức, tức là cái sự phân biệt khi căng trần gặp nhau. Chúng ta ví dụ là mắt chúng ta vừa thấy hình sắc, chưa có cái khởi nghĩ gì, thì nó chưa có là cái gì với mình hết. Chúng ta chỉ là cái thấy nguyên đó thôi. Không? Tức là lúc đó nó mới chỉ hiện căng và trần thôi. Cho nên đây là cái khéo này nha. Chính cái chỗ này rất là nhiều người hiểu lầm trong đạo lý. Họ mới vừa nhìn thấy hình sắc, họ mới vừa nghe âm thanh, chưa kịp phân biệt á, thì họ cho đó là gì? Tánh. Nhưng không phải, thức chưa kịp sanh. Còn tánh là cái nhìn khác, tánh là cái nhìn khác. Đây là cái điều mà hết sức là tinh tế. Thì cái thức của chúng ta là cái sự phân biệt. Ví dụ ở trong cái bản kinh Đức Phật, ví dụ rất là hay, tức là anh An khi nhìn hết đại chúng á, thì một cái lướt qua là thấy hết đại chúng, lúc đó chưa phân biệt. Không? Rồi bắt đầu từ từ phân biệt, đây là ông Tu Bồ Đề, đây là cái ông Mục Kiền Liên, đây là ông Xá Lợi Phất, vân vân. Tức là chúng ta bắt đầu chia chẻ cái thấy ra. Phân biệt là một cái gì riêng, chưa phân biệt nó vẫn còn ở trong cái chung đó. Cho nên khi thấy chung là chưa rớt vào cái tầng của ý thức phân biệt này. Nhưng mà nếu như những cái hiện ra trước mắt á, thì chúng ta có thể thấy và phân biệt được. Cho nên cái phân biệt là cái có, là một cái sự tiếp xúc của căn và trần. Giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy phía trước mình là cái bàn hoặc là cái nhà hoặc là tượng Phật, nhưng phía sau lưng chúng ta phân biệt cái gì hay sao? Chúng ta không thấy lấy gì phân biệt, đúng không? Tức là không do căn và trần á, không do tiền trần thì chúng ta không có chỗ để phân biệt, đúng không? Bây giờ ví dụ như chúng ta chưa biết một cái nước gọi là Sri Lanka là cái gì hết á. Bây giờ kêu chúng ta nghĩ tới cái đất nước Sri Lanka ra làm sao, chúng ta biết không? Con người Sri Lanka ăn mặc như thế nào, nhà cửa ra làm sao, chúng ta có thể tưởng tượng ra nổi không? Không có. Do đó thức nó phải có cái chỗ nương. Tức là do có căn và có trần á, thì cái thức này nó hiện ra. Phải không? Đúng không? Có phải do thức có chỗ nương không? Tức là do một cái duyên nào đó, cái thức nó hiện ra. Bây giờ, nếu mà bây giờ chúng ta không có thấy bằng mắt, tức là không thấy hình tướng, thì cái lỗ tai chúng ta nghe âm thanh. Và khi nghe âm thanh chúng ta có sự phân biệt. Và bây giờ nếu mà không nương cái lỗ tai để nghe âm thanh, thì cái mũi chúng ta nương nơi mùi, cái lưỡi chúng ta nương nơi vị, cái thân chúng ta xúc chạm để chúng ta biết ngứa, biết nóng, biết lạnh. Và là cái ý chúng ta duyên với pháp trần để chúng ta phân biệt. Thì vậy là cái lục thức nó sẽ do cái căn trần gặp nhau thì cái thức bắt đầu phân biệt. Thì có sáu căn, sáu trần và sáu thức này mới ra là 18 giới ở trong Đạo Phật. Bây giờ nếu bỏ căn và trần ra, không có chỗ nương đó thì thức do đâu mà có? Thức phân biệt cái gì? Không có chỗ, không có chỗ để nương. Vậy ở đây Đức Phật nói là cái thức nó không, thứ nhất á, là không phải nó xuất phát từ căn. Nếu mà cái thức xuất phát từ cái căn mình không là nó tự phân biệt, đâu có đợi phải thấy mà nó phân biệt, đúng không? Ví dụ như cái thức nó có từ mắt, thì bây giờ mình không cần thấy gì mà mình có phân biệt được cái hình sắc không? Không được. Tức là cái thức không phải có ở con mắt, đúng không? Như vậy nếu mà thức không phải ở con mắt thì ở ngoài hình sắc. Như vậy là nếu mà cái thức ở ngoài hình sắc thì cái hình sắc nó biết phân biệt, chứ hồi mình cái thấy mình đâu có biết gì. Ví dụ như cái cột nó biết phân biệt, nó tự nó phân biệt, chứ mình không biết đó là cái cột. Tại cái hình sắc và mình nó không có dính nhau. Cho nên cái sự phân biệt này cũng không phải ở nơi căn của mình, mà nó cũng không phải ở tiền trần. Hiểu chưa? Do đó mà nói là do căn và trần gặp nhau mà sanh thức, có phải không? Cũng không phải nữa. Người ta nói lỡ ở chỗ này nha. Hồi nãy mình nói do mắt mình thấy sắc, cho nên mới có sự phân biệt, là mình chấp nhận là phải rồi, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta phân tích kỹ lại để thấy rằng cái thức phân biệt này nó ở đâu.
nó ở nơi con mắt của mình hay là nó ở nơi hình sắc. Nếu mà cái con mắt chúng ta tự có thức để phân biệt á, thì đâu cần phải thấy hình sắc mà nó đã tự phân biệt rồi. Bây giờ cái sau lưng mình là cái gì mình ngon phân biệt đi, mình không thấy mình lấy gì để phân biệt. Tại vì chính bản thân con mắt mình nó không có cái thức phân biệt. Thấy chưa? Bây giờ nếu nói một cái thức này nó có nơi ở vật chất, ở tiền trần, tức là nơi cái vật mà mình đang thấy, do mình thấy cái vật đó cho nên mình mới khởi cái phân biệt, thì cái thức nếu mà nó không ở trong con mắt thì nó ở cái chỗ chậu bông á. Phải không? Thì nếu mà chậu bông tự biết phân biệt rồi thì mình không biết. Giống bây giờ tôi nhìn thấy tôi đang phân biệt cái gì đẹp ở đây, quý vị có biết không? Không biết, phải không? Tôi đang thích thú cái gì thì tự tôi biết, chứ quý vị không biết. Thì cũng giống như vậy, là khi nếu mà cái thức phân biệt ở nơi tiền trần thì bản thân mình không biết, không biết tiền trần. Đằng này chúng ta vừa thấy tiền trần là có sự phân biệt, thì như vậy là cái thức chúng ta nó không phải ở con mắt, cũng không phải ở tiền trần này. Chúng ta hiểu được này không? Thì vậy hồi nãy nói là do hòa hợp lại giữa mắt và trần á, thì chúng ta mới có sự phân biệt. Nhưng hòa hợp là hòa kiểu nào? Hòa kiểu nào? Giống như giờ chúng ta lấy cái màu đỏ, chúng ta hòa với cái màu trắng thì nó ra cái màu hường hường, gọi là hòa hợp. Hòa để cho nó hợp lại, nó xanh cái gì đó. Mà chúng ta thấy là giữa con mắt chúng ta và cái trần cảnh này, chúng ta đang thấy trần cảnh này, thì cái khoảng cách giữa con mắt và cái trần cảnh chúng ta tìm ra không? Không có, không? Không có cái khoảng cách giữa con mắt và tiền trần. Không có cái khoảng cách giữa cái nghe và âm thanh, đúng không? Không có ranh giới. Thì cái thức có phải là chen chuyến giữa để phân biệt không? Nếu mà cái thức ở chuyến giữa thì nó tự ở chuyến giữa, nó đâu có dính với tiền trần, mà nó cũng không dính với cái căn của mình, nó lấy gì để phân biệt. Còn nếu nó hòa trộn giữa trần, tiền trần, tức là cái hòa trộn giữa hình sắc này và con mắt của mình, đúng không? Thì ai rõ được cái hình sắc và con mắt? Tại vì khi nó phân biệt là nó rõ biết đang thấy cái bông, đúng không? Nếu nó hòa trộn nó thành cái bông thì nó đâu thấy được cái bông. Nếu nó hòa trộn nó thành mắt thì mắt nó đâu thấy, đâu có biết được mắt. Nhưng mà trong lúc chúng ta phân biệt là chúng ta biết chúng ta đang thấy. Chúng ta hiểu nổi lý luận không? Kinh Lăng Nghiêm cái kiểu lý luận của nó ghê gớm. Cái đầu thường thường chúng ta đọc cho chúng ta chịu. Mà rõ ràng để chúng ta thấy rằng cái thức này nó không phải ở con mắt, mà theo cái hiểu bình thường của mình, theo cái kiểu học thức bình thường của mình á, căn tiếp xúc với trần thì sanh ra thức. Chuyện dễ hiểu quá, nít 3 tuổi cũng hiểu được. Nhưng mà cái thức ở đâu? Thức ở căn hay thức ở trần mà có sự phân biệt thì lúc đó là chúng ta chịu. Chỗ này là chỗ bích lối của cái đầu. À, bây giờ thức ở con mắt hay là thức ở cái trần, hay là do trần với cái căn mình nó hòa trộn lại mà sanh cái thức? Hòa hợp lại cũng không phải, mà ở riêng biệt cũng không phải, đúng không? Vậy nó ở đâu? nó ở đâu mà nó luôn luôn có phân biệt? Nên khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy là cái lý luận của Phật Pháp á, cái đầu bình thường chịu không nổi đâu, đầu bình thường chịu không nổi. Thế từ trước giờ chúng ta nhìn Phật Đạo với một cái nhìn nó rất là cạn. Để nghĩ những cái người tu cái thấy biết cái nông cạn đó là thất tình lục dục gì đó, thất tình, thất tiền, thất bại gì đó vô chùa ở. Cái lý luận này á, thực sự nếu mà chúng ta không có ở sâu á, thì dù bây giờ chúng ta cho cái ông tiến sĩ ra ngồi đây, ổng cũng phải chấp nhận một cái điều là do mắt thấy mình có phân biệt. Đó là cái chung của loài người chúng ta đang thấy. Nhưng mà có phải do mắt thấy trần để có sự phân biệt hay không? Mà cái sự phân biệt đó ở nơi mắt hay ở nơi trần, lúc đó chúng ta đặt thêm một câu hỏi nữa, thì cha đã trả lời đi. Còn nó ở đâu để có sự phân biệt này? Nếu có nhìn Đức Phật mới nhìn ra được cái thức ở đâu. Cho nên chúng ta thấy ông Ngô Thừa Ân cũng tuyệt vời, đúng không? Ngô Thừa Ân diễn tả con khỉ khi ra đời, một cái chuyện hết sức là du dơ. Một cái chuyện nó không có ra gì, nó có nguyên nhân rõ ràng. Tự nhiên đâu có mấy nàng tiên tắm rồi ngồi cục đá, rồi cái con khỉ thích là ôm cục đá, cái thời gian cục đá nổ ra cái con khỉ. Tức là không có cái khởi đầu của cái thức. Cái thức không ai có đủ tuệ giác để có thể thấy nổi.
Người nào thấy cái khởi điểm của ý thức phân biệt, tức là người đó là ngộ đạo. Thấy cặp mắt bình thường không có ai thấy được cái tận cái nguồn sanh khởi của ý thức cả, cho nên Ngô Thừa Ân khởi đầu bằng cái mẫu chuyện này. Thì chứng tỏ rằng cái thấy của Ngô Thừa Ân không bình thường. Không quá siêu mới diễn tả cái con khỉ ý thức ra đời cái kiểu đó. Nhưng mà ta đọc cái đó thì chúng ta không hiểu gì cái kiểu ông nói, ông này cũng nói chuyện tào lao. tự nhiên có con khỉ nổi cái đùng cái ra khỉ, không phải như vậy. Ông muốn nói tới cái chỗ vô thủy của tâm thức, tức là không có khởi đầu, không có khởi đầu, không có đầu mối của nó, cho nên mới dựng ra một chuyện rất là tào lao. Đâu có ai bây giờ ai có đủ sức để có thể thấy cái khởi nguồn của cái sự phân biệt này. Chỉ trừ cái tuệ giác mới có thể nhận định cái manh nha phát khởi từ nơi đầu chúng ta, từ nơi tâm thức chúng ta, không phải từ đầu. Cái đầu chúng ta là cái hoạt động của vật chất, nó thô, cái này dễ thấy đó mà. Nhưng mà cái khởi đầu của tâm thức phân biệt á, là không ai đủ sức. Cho nên một người giác ngộ là người thấy được cái manh nha vừa chớm khởi nhỏ nhiệm nhất ở nơi tâm của chúng ta. Họ thấy tận nguồn đó, cho nên họ không bị lầm. Thì người đó là người giác ngộ. Còn chúng ta phân biệt cho tới buồn, thương, giận, ghét, khổ, đau mà khóc cho tới khô nước mắt rồi, lúc đó chúng ta mới biết là mình khổ. Người kia vừa nhen nhúm mà chưa tới cái gì hết là họ đã nhận ra rồi. Tận cái nguồn đầu của tâm thức họ đã nhận ra rồi, cho nên nói tới người đó khổ là không có, không bao giờ có. Còn người giác ngộ là không bao giờ có chuyện khổ nơi tâm của họ, tại vì họ thấy từ cái manh nha chưa thành hình, chưa thành hình là nó đã tự tan biến trong cái thấy đầu đó luôn. Bây giờ đó mà cái thức của chúng ta, bây giờ nếu mà đưa ra để lý luận á, nó có rất là nhiều cái dạng lý luận nha. Nội cái đi của chúng ta thôi á, chúng ta cắt cái bước chân để chúng ta đi, không? Bây giờ định nghĩa cái chữ đi là như thế nào? Mình nói mình đi chỗ này, mình nói mình đi chỗ kia, nhưng mà ta hỏi, ta chặn mình lại, ta hỏi là, ủa anh đi là anh đi như thế nào? Thì mình chỉ nói đơn giản là đi là do cái chân chúng ta là bước tới là chúng ta đi, phải không? Cái chân chúng ta bước tới chúng ta đi. Vậy là bây giờ chúng ta nói với chiếc xe chạy đi. Mà chúng ta có nói kỳ trước đó, nếu chiếc xe muốn chạy tới được là do cái gì? Có nhiều người là do máy nổ, do này, do kia, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nếu nhìn á, mà cái xe mà nó không bỏ vị trí cũ là nó không đi tới được. Máy có nổ rầm rầm, chứ có gồ hết ga đi nữa, nhưng mà nó không có bỏ cái vị trí nó đang đứng thì nó có đi không? Đi có nghĩa là bỏ lại cái gì đang đứng, đúng không? Là khi cái chân chúng ta dở lên có phải là đi chưa? Hay là chân chúng ta để xuống là đi? Đi là một cái động thái là dở tay lên và để, ở dở chân lên và để chân xuống. Bây giờ trước khi chúng ta dở chân lên đó, thì chúng ta chưa có đi, không? Và ngay khi cái chân chúng ta để xuống là chúng ta cũng chưa có đi. Thì cái đi là cái gì? Tại vì trước khi dở chân là chưa đi. Và chân đang dở lên nó cũng chưa đi. Và cái chân đang nằm xuống đất thì nó cũng là trước khi dở lên. Thì vậy là nó đi là cái động thái gì? Cái lối lý luận mà nếu mà chúng ta chịu lý luận, chúng ta thấy từng cái chuyện nhỏ mình không hiểu nổi. Trong đời sống nó có rất là nhiều chuyện mà chúng ta thấy rất là thường tình, nhưng mà chịu môi mốt ra nên mình không có cách nào mình hiểu bằng cái đầu được đó. Thì bây giờ chúng ta học Phật một cách bình thường là căng trần khi mà tiếp xúc với nhau sanh ra ý thức. Nhưng bây giờ hỏi cái thức phân biệt nó nằm đâu là nói cho tới mốt này nữa chúng ta không tìm ra. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói cái thức của chúng ta nhìn ở Như Lai tàng tâm mới đủ sức thấy được cái thức này ở đâu. Thực sự thì nếu mà không có con mắt và không có hình sắc ở bên ngoài thì sẽ không có cái thức phân biệt. Lấy gì để nó phân biệt? Đúng không? Nhưng mà cái thức nó lại không có trong con mắt, nó cũng không có ngoài cái trần, mà nó cũng không có ở giữa của con mắt và cái trần. Nếu mà nó ở giữa, nếu nó ở ngay cái trung tâm chính giữa, thì nó vừa phân biệt được cái bông mà nó vừa phân biệt được con mắt đang thấy ra. Nhưng mà nó chỉ phân biệt cái bông ngoài chứ nó đâu phân biệt được con mắt đang thấy đâu à. Phải không? Hoặc là bây giờ chúng ta đang nghe âm thanh à. Thì chúng ta đang phân biệt là âm thanh này là đúng, âm thanh này là sai, chứ chúng ta đâu bao giờ chúng ta phân biệt ngược lại cái đang nghe này đâu. Thì rõ ràng là nó không phải ở giữa, mà nó cũng không phải hòa hợp.
Nếu nó hòa hợp ở cái hình sắc thì khi mà chúng ta thấy hình sắc này rồi, chúng ta không thể thấy hình sắc thứ hai, tại nó dính ở đây rồi. Mà nó cũng không có rời cái hình sắc này. Nếu mà rời hình sắc này lấy gì để thấy? Nó giống như sau lưng thì mình không thể thấy được, sau lưng thì mình không thể biết được. Đó thành là lý luận của đạo Phật khiến chúng ta không có chỗ để chúng ta đứng trong cái dòng tâm thức. Ngay cái thức phân biệt này rõ ràng là chúng ta tìm không ra cái gốc gác của nó. Nó không có chỗ này. Cho nên ở đây Đức Phật nói là không phải do nhân duyên, mà cũng không phải là do tự nhiên. Nhưng mà cái thức á, với cái thấy của mình á, ở đây Đức Phật nói là cái thấy chúng ta luôn luôn là bất động. Nhưng mà cái thức á thì động. Khởi phân biệt là động, đúng không? Nhưng mà cái thấy là bất động. Cái nghe chúng ta là bất động, nhưng mà cái phân biệt ở cái nghe lại là động. Nhưng mà cái nghe, nếu không có thân căn thì có cái nghe không? Không có. Không có con mắt thì không thấy hình sắc, không có lỗ tai thì không nghe âm thanh. Thì vậy là không có thân căn này sẽ không có cái thức phân biệt. Thì vậy là tới cái lúc tận cùng không có hình sắc, không? Không có âm thanh, không có căn và không có trần, thì có mình không? Có không? Có mình không? Không còn mình nữa. Không còn mình nữa. Nhưng mà có một cái không phải là mình hiển lộ. Có tự tánh hiển lộ. Thì cái tự tánh đó nhận biết pháp giới này không cần lục căn. Chúng ta nên hiểu điều này. Cái tự tánh chúng ta nhận biết duyên trần không thông qua lục căn. Thì chúng ta phải hiểu tiếp một điều nữa là gì? Khi nào chúng ta nhận biết căn trần còn thông qua lục căn, tức là lúc đó chúng ta chưa ngộ tánh. Chưa ngộ tánh. Một người ngộ tánh có một lần họ sẽ cảm biết vũ trụ mênh mông này không thông qua thân căn. Cho nên chúng tôi nói là người nào ngộ đạo sẽ nói được một câu là không cần con mắt mà thấy được hình sắc, không cần lỗ tai mà nhận biết âm thanh, thì người đó ngộ đạo. Chứ không phải là tan hết thân này rồi là không còn cái gì hết, không phải như vậy. Cái đang rõ biết ở nơi đây của chính mình nó không phải là thân tâm đâu nha. Chúng ta cố gắng nhận được cái rõ biết không phải thân tâm đang hiển lộ của mình chính ở đây nè, thì lúc đó chúng ta ngộ đạo. Gọi là chúng ta ngộ đạo. Còn nếu người nào mà chưa nhận biết cái rõ biết ở đây không phải là thân căn á, thì người đó không biết tự tánh là gì. Thế nên học Phật là chúng ta phải có một cái lần vượt ra thân căn ngũ uẩn này để rõ biết được vũ trụ này một lần. Tức là chúng ta phải biết được mình. Khi mình đi vào tận trong cái nguồn năng lượng của chính mình rồi đó, tận trong cái trung tâm của chính chúng ta rồi, thì chúng ta tự tan biến. Giống như vật chất, quý vị thấy. Vật chất mà khi nhỏ 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 cho tới phiên tử, nguyên tử là cực nhỏ rồi, đúng không? Nhưng mà đi vào trung tâm của nguyên tử là gì? Là một tiếng nổ. Là bơm nguyên tử. À. Đi trận cái trung tâm nhỏ nhất của vật chất, nó sẽ trở thành một sự bùng dở mà khoa học đã phát hiện mới dùng nó làm bơm nguyên tử giết người. Bơm nguyên tử là làm vỡ vật chất cuối cùng để bùng nổ ra. Do đó nếu một người mà biết tu tập đi sâu vào vật chất của chính mình á, tìm hiểu về mình càng sâu vào trung tâm chừng nào, thì chúng ta sẽ có một lần bùng vỡ. Chứ không phải chúng ta tan biến, mà chúng ta trở thành trùm khắp, chứ không phải chúng ta nhỏ nhiệm như bây giờ. Đó là điều mà chúng ta phải biết về vật chất. Thì cái thức này cũng vậy. Nếu chúng ta chịu khó lắng tâm một tí để chúng ta theo dõi cái sự hoạt động của cái thức tâm của mình á, chúng ta phải chịu khó thấy coi nó hoạt động từ đâu á, lần lần chúng ta sẽ tìm tới cái trung tâm của ý thức phân biệt. Cho nên người xưa có một cái câu là tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu, theo nguồn mà nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Nếu mà chúng ta chịu khó đi ngược nguồn tâm thức, chúng ta sẽ nhận ra.
Và lúc chúng ta nhận ra là chúng ta bùng vỡ, lúc đó chúng ta sẽ có một cái chấn động thực sự, chứ không phải là cái chuyện hiểu bình thường. Cho nên những người mà nói hiểu biết đạo lý mà theo cái hiểu bình thường mà không phải là một phen chấn động thì chưa phải. Không phải. Dù có hiện ngàn muôn cảnh giới Phật nhưng không phải là một sự chấn động. Thấy bao nhiêu Đức Phật hiện ra, bao nhiêu cảnh giới chư Phật nào nói chuyện tào lao với mình, là bàn chuyện Phật sự với mình vân vân, không phải. Hoàn toàn không phải, đó là chữ biến hiện của ý thức, tức là chúng ta còn vẫn ở trong vùng trời của ý thức để tạo cảnh giới mà thôi. Nhưng mà khi đi tận nguồn của ý thức, giống như con khỉ trời thiên, phải không? Sau khi con khỉ đã bay qua hết 5 cái ngọn núi Ngũ Hành Sơn rồi thì thấy là ngon rồi. Thấy là ngon rồi. Anh mới tiểu đó, mới dụng nước tiểu và cột cọng lông đuôi đó để làm dấu, mới bay về. Tức là bay đã tận đầu của thức quẩn rồi đó, chứ không có vừa. Nhưng mà sao? Vẫn còn cái chỗ để mà tới. Vẫn còn cái chỗ để mà tới. Còn xíu xíu, tức là quả bom nguyên tử chưa nổ. Cái nguyên tử là một cái gì hết sức nhỏ, một cái chấp trước nhỏ nhiệm nơi đỉnh đầu của ý thức chúng ta chưa tan biến. Mặc dù chúng ta tìm về tới rồi. Khi mà Tôn Ngộ Không đã ngộ lý không, tức là đi gần tận cùng cái đầu của ý thức rồi. Tức là đến cái đỉnh điểm không, thì chỉ còn có cái phân biệt không đó mà thôi. Tất cả pháp giới đều thấy bằng cái không hết, không còn cái có như mình bây giờ đâu. Cho nên không vướng vào tội, không vướng vào phước, vì vậy mới phá bỏ thiên đường, phải không? Xé sổ địa ngục. Tức người đó không rớt vào con đường thiện ác nữa, thấy họ hoàn toàn là không rồi, không có còn dính về thiện và ác nữa đâu. Cho nên mới quậy thiên đường, không còn cái chỗ nào để cho mấy ông trời đứng luôn. Đến cái đỉnh đó rồi, đến đỉnh đó rồi. Mà vẫn còn thấy không, cho nên chưa ra được. Cho nên Ngô Thừa Ân rất khéo diễn tả lúc đó là Tôn Ngộ Không, chứ chưa kêu là tôn hành giả được, đúng không? Chưa được cái danh là tôn hành giả. Nhưng mà sau nhiều trăm năm ở trong núi đó thì mới thấy được cái chấp trước nhỏ nhiệm, tức là lá bùa trên đỉnh Ngũ Hành Sơn đó. Lá bùa được dán trên đó, không gỡ ra được. Lá bùa là một sự rút mắt nhỏ nhiệm trên đó. Mà tháo gỡ được lá bùa đó thì mới lật được thân ngũ quẩn, có nghĩa là thấy được cái dính cuối cùng nơi đầu của tâm thức của chúng ta. Tức là Tề Thiên đã phá được cái thấy không của chính mình. Mà phá được cái thấy không tận nguồn của ý thức thì bùng vỡ, lật được Ngũ Hành Sơn. Tức là lúc đó ngũ quẩn giải không. Thì từ đó về sau, Tôn Ngộ Không biến thành tôn hành giả, tức là một người hành đạo thật sự ở trong đạo Phật, chứ không phải đơn giản. Đó, cho nên khi mà chúng ta đi tận nguồn ý thức, đi tận nguồn của cái vật chất là sẽ bùng vỡ. Mà cái vũ trụ mênh mông của chúng ta cũng vậy. Ở bên ngoài chúng ta, sáng chúng ta nói là trong cái khoảng hư không này nó có những cái gọi là cái lỗ hổng, có những cái vùng trời đen. Tất cả vật chất tới đó đều bị tan biến. Đó gọi là trung tâm của vũ trụ. Chúng ta cũng có một cái trung tâm, cái vùng trung tâm của chúng ta, nếu mà phân biệt ở nơi mà thân xác á, thì cái trung tâm chúng ta lại ở ngay rúng. Từ trước giờ chúng ta nghĩ trung tâm chúng ta ở đầu hoặc là ở tim. Nhưng bây giờ thử nói nè, nếu mà lấy cái não chúng ta ra thì chúng ta chết chưa? Chưa đâu á, một đời sống thực vật. Lấy tim chúng ta ra chúng ta chết chưa? Vẫn chưa chết. Nhưng mà thọc lũng rúng là chết liền, đúng không? Và cái hồi mà chúng ta chưa ăn được là chúng ta ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái rúng. Hồi chúng ta còn ở trong bào thai của bà mẹ là chúng ta ăn bằng cái rúng. Thì cái rúng tức là cái gốc rễ của sự sống mà từ trước giờ mình không bao giờ chú ý. Một cái chuyện hết sức bình thường thôi, mình từ xưa giờ biết, không biết mình cái gốc của con người này xuất phát từ đâu. Người thì nói đầu, người nói đủ thứ, nhưng mà tôi nói là ngay rúng á. Giống như cái mầm cây, khi mà cái hạt đậu mà chúng ta ngâm hạt đậu, chúng ta thấy nó lú ra là bắt đầu có rễ ra trước, không? Giống như cái cây thì chúng ta chặt hết những cái cành thì nó sẽ đâm tược khác được. Chúng ta có thể thay nhánh này thay nhánh nọ được, nhưng mà không thể thay cái gốc cây được. Thì cơ thể con người có tất cả cơ quan nội tạng đều thay được, nhưng mà cái rúng không cách nào thay được. Ngon thay cái rúng đi.
Nhưng mà chúng ta không nhận ra được điều này. Mà cái hồi nhỏ khi chúng ta còn sống đời sống thiên nhiên á, những đứa bé thiên nhiên á, là chúng ta thấy nó rất chú tâm tới cái bụng. Một điều rất tự nhiên, con người đang hoạt động ở vùng bụng, cho nên nó luôn hít thở bằng bụng chứ nó không hít thở bằng ngực như mình. Càng lớn bắt đầu chúng ta đi dần dần lên, chúng ta bắt đầu có nhận biết, chúng ta bắt đầu có buồn thương giận ghét, chúng ta đi từ từ lên, cho nên cái hơi thở chúng ta từ từ nó nông lên. Càng về già thì cái thở nó càng lên trên chứ nó không có xuống tới vùng bụng nữa. Chúng ta lìa khỏi cái trung tâm, tức là chúng ta gần chết rồi. Cho nên cái hơi thở chúng ta từ từ nó đi lên, nó rời khỏi cái trung tâm sống của mình. Thì khi chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta không trở về cái trung tâm á, thì chúng ta cũng không nhận được cái nguồn năng lượng sống của chính mình đâu. Thấy là năng lượng mình nó xuất phát từ chỗ này chỗ kia, thực sự cái năng lượng sống mình nó lại nằm ở rúng xuống tới đan điền. Đây là gốc. Nhưng rồi bắt đầu chúng ta quên gốc đi. Từ từ chúng ta quên cái gốc của chúng ta. Mà người nào quên cái gốc của mình thì sức khỏe không ổn định. Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ cần để ý cái vùng rúng tới bụng dưới chúng ta một thời gian thôi, thì tự động chúng ta sẽ nghe khí lực của chúng ta bắt đầu trỗi dậy, năng lượng sống bắt đầu nó nâng lên, sức khỏe chúng ta sẽ tốt hơn, ăn uống dễ tiêu hóa hơn. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi chúng ta luôn để ý trên đầu, thì thời gian dùng này nó sẽ bị lạnh đi, năng lượng nó bị đi lên để nó ra ngoài, nó thoát ra. Cho nên tất cả những người tu thiền mà nhìn cái mặt xanh là biết rằng là đã tập trung trên đầu nhiều. Không có trở lại trung tâm của mình. Mọi người tu và mọi người biết sống luôn để tâm ở trung tâm của chúng mình. Mà khi chúng ta để ý ở trung tâm của chính mình rồi á, thì năng lượng của chúng ta nó trỗi dậy và sức khỏe chúng ta tốt hơn. Mà không phải sức khỏe tốt đâu, mà trí tuệ chúng ta được khai thông nữa. Càng để ý lên trên chừng nào, càng rời xa trung tâm chừng đó, thì người đó không bao giờ khai tuệ nhãn được để mà ngộ đạo. Không có đâu. Người nào mà tập trung nhiều lên trên chừng nào thì càng đi lệch lạc chừng đó. Mà đã đi lệch rồi là xuất phát rất là nhiều cảnh giới. Cho nên chúng ta thấy có nhiều cái đạo mà dạy người khác tu là tập trung trên đầu hoặc là tập trung lỗ tai đó, thì sẽ thấy cảnh giới tùm lum hết. Nhưng mà toàn là những cái ảo giác cả, không có thật. Nhưng mà khi con người trở về trung tâm á, cho đến một phen bùng vỡ thực sự mình ra là tuệ giác khai mở liền. Tuệ giác khai mở liền, chúng ta thấu tột được cái đạo lý nhiệm màu liền. Vì vậy mà khi chúng ta tu tập là để cái thức chúng ta bắt đầu nó lắng. Người tu tập là thả lỏng để cho cái tâm chúng ta nó lắng dịu từ từ. Giống như bây giờ chúng ta xuống biển là chúng ta phải để cho chúng ta ngắm xuống. Muốn yên là phải xuống, càng sâu dưới biển thì càng yên, phải không? Ở trên thì sóng gió ba đào, chúng ta không cần phải dẹp sóng đó đâu. Chúng ta muốn yên thì chúng ta lặn dưới sóng là chúng ta sẽ yên. Đối với tâm thức cũng vậy, chúng ta phải để cho nó lắng. Tự động chúng ta đi vào chiều sâu của tâm thức chừng nào là chúng ta sẽ tới tận cái nguồn tâm chừng đó, thì lúc đó sẽ bùng vỡ trí tuệ của chúng ta ra. Còn nếu chúng ta mà cứ hiểu phân phớt bên ngoài, cứ hơn thua với cái vọng niệm, cái ý thức buồn thương giận ghét bên ngoài á, là chúng ta ở trên đầu ngọn sóng để làm việc thì không tới đâu hết. Người tu đó không có kết quả, không bao giờ có kết quả lớn. Đó là điều mình phải biết. Ở bất kỳ một người tu nào muốn công phu tốt là chúng ta phải trở về cái nguồn tâm của chính mình, trở vào trung tâm thực sự của chúng ta. Trung tâm của cái thân vật chất chúng ta phải nắm vững. Cho nên cố gắng đầu tiên là chúng ta phải đưa từ cái tâm thức xuống tới cái tim cái đã. Cái tim là tiếng nói thật của thân này. Chúng ta phải nghe lời nó thử đi. Chúng ta thử thí nghiệm mà nghe lời cái tiếng nói của con tim đi. Tức là bây giờ khi chúng ta thấy cái cảnh vật á, thì cái thức chúng ta bắt đầu phân biệt. Chúng ta phân biệt thế này thế nọ là chúng ta đã nghe lời cái đầu. Nhưng bây giờ ví dụ như chúng ta thấy một cái gì đó mà chúng ta không có dùng cái thức để phân biệt á, chúng ta thực sự chạm tới cái sự thật đó đó, thì chúng ta sẽ nghe cái sự rung động, cái sự rung động của cái thân mình. Ví dụ như khi chúng ta đứng gần một cái bông hoa đẹp mà chúng ta không xài cái đầu á, thì quý vị sẽ cảm nghe sự rung động mình trước cảnh sắc. Thử đi, chúng ta thử đi. Đứng trước một buổi bình minh mà chúng ta không xài cái đầu để chúng ta phân biệt lại cái mặt trời này đẹp thế này thế kia, chúng ta lắng một hồi chúng ta sẽ nghe sự rung động của cái thân mình, tiếng nói của con tim nó nói. Nó sẽ có một sự rung động nhẹ. Và sau đó tất cả những cảnh sắc hiện ra trong đời sống của chúng ta, mọi việc xảy ra trong đời này, thân chúng ta nó sẽ nói tiếng nói rất thực,
mà cái đầu này không nói được. Cho nên khi cái tình cảm phát sinh á, của con người á, mà phát sinh từ đầu đều không thật, chỉ có phát sinh từ con tim mới thật. Tức là một phen mà chúng ta có rung động trước đối tượng á, mà không có cái mục đích, không có tiêu đề, không có vấn đề trước. Ví dụ như hai người thương nhau không phải là do quen biết nhiều, không phải nhiều kỷ niệm thân thương, không phải chia sẻ để thông cảm nhau đi đến cái tình thương á, thì đó là tình thương của cái đầu, không thật, không tới đâu luôn. Và người đó chưa mở cửa thương yêu được ra đâu. Nhưng mà hai người đó thương không có lý do gì hết á. Hỏi, ủa, bây giờ nhìn lại tôi thương người kia không có lý do gì hết, mà là một sự rung động thật xuất phát từ con tim này, thì đó là tình cảm chân thật. Dù người đó có được gần gũi hay là không gần gũi cái đối tượng của mình, thì suốt cuộc đời này người đó không bao giờ quên được đối tượng đó. Đó là tiếng nói thật cho nên không thay đổi. Còn bây giờ mình tìm hiểu để thương nhau thì ở chung rất là nhiều cái tình trạng ly dị hoặc là hận thù vân vân xảy ra. Thương không được họ sẽ thù, nhưng mà cái sự rung động từ con tim á, không thành thù. Đây là điều rất lạ mà chúng ta phải thấy. Mà cái đó nó xuất phát từ cái trái tim thương yêu nồng cháy của chúng ta. Tức là khi mà chúng ta tu tập tốt, chúng ta có tâm hồn tốt, tự động nó tràn ngập cái tình cảm đó rồi á, thì tự động nó sẽ rung cảm được cái vũ trụ nhân sinh này. Tình thương yêu chúng ta chan hòa, chỉ là một cái sự chan chứa, thổ lộ, tràn dâng chứ không có lấy lại, không có lấy lại. Không có bất kỳ một sự đòi hỏi nào nó xuất phát từ tiếng nói của con tim. Nhưng mà xuất phát từ tiếng nói của cái đầu là có sự đòi hỏi. Mình thương người đó là buộc người đó phải thương mình. Mình thương người đó là muốn người đó phải như thế này, như thế kia, như thế nọ. Nếu mà người đó không có như vậy là mình sẽ không thương. Nhưng mà tiếng nói không tim không cần. Nếu người đó nhận được tình thương của mình còn cảm ơn họ nữa. Tức là chỉ mang tình thương đi tới với người thôi, chứ không có sự thâu lại, buông ra, chan rãi chứ không có sự nắm lại. Cho nên cái thân á, do cái thức mà đem vào, chứ không phải cái thân đòi hỏi. À, tiếng nói của cái thân là cái tiếng nói thật vô cùng. Do đó mà khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta chịu khó làm sao đem cái thức của chúng ta đi xuống dưới này. Tức là tập thả lỏng tâm thức và hít thở sâu cái vùng dưới để cho năng lượng nó từ từ đi xuống. Năng lượng nó đi xuống trung tâm. Và khi đi xuống tới con tim rồi, con người đó bắt đầu sống thật lắm. Ít có dối trá, ít có lừa lọc lắm. Chỉ có lên đầu chúng ta mới lừa lọc nhau, chứ mà chúng ta không có dùng xài cái đầu nhiều á, chúng ta sống thật với nhau ghê gớm lắm. Và từ con tim đó thì chúng ta đi tới cái trung tâm của rúng nhanh vô cùng. Nên là chúng ta tập trong hàng đêm, hàng ngày, giờ gì đó, mà nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta phải chịu khó ngồi yên để thả lỏng cái sự nhận biết chung quanh, thả lỏng cái tâm thức đừng cho nó hoạt động nhiều. Và chúng ta hít thở sâu để cho cái năng lượng nó đi xuống. Từ từ nó sẽ xuống tới con tim chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm biết sự vật không thông qua cái đầu nữa. Và lúc đó chỉ căn tiếp xúc với trần, có sự rung động của cái thân này. Và dần dần chúng ta sẽ tới trung tâm. Và khi tới trung tâm rồi thì chúng ta sẽ có một sự bùng vỡ, để từ đó thì sao chúng ta thấy biết mọi vật không thông qua cái đầu. Lúc đó cái đầu hết hoạt động luôn, tại vì nó đã chết. Khi xuống tới con tim là cái đầu sắp sửa chết, nhưng mà xuống tới cái trung tâm rúng là cái đầu chết ngắt luôn. Và cái phút giây mà cái hoạt động của tâm thức chết á, thì phút giây bùng vỡ của mình, để tuệ giác mình bắt đầu lộ ra. Nhưng mà chúng ta từ trước cái dụng công là chúng ta hay tập trung ở trên quá đi. Chúng ta dùng cái thức để mà chúng ta phân biệt mọi cái. Cho nên là chúng ta không có ngộ đạo được. Rất là nhiều người tu tập trung lên đầu. Vì vốn con người đã công nhận não bộ là cái số một, cái quan trọng nhất. Nhưng mà quan trọng với vật chất thôi, về tâm linh là não bộ không có giá. Hồi sáng mình nói rồi, phải không? Cái não này nếu mà cái lúc mà chúng ta còn sống, còn đang sống, đang hoạt động á, mà chúng ta mổ ra, phải không? Mà chúng ta kết nối với cái máy, thì nó sẽ tiếp tục lải nhải với cái máy đó y như mình nói bây giờ, không khác không nào hết. Một cái sự nó không cần cái gì khác
mà nó cứ hoạt động, nó cứ lải nhải, nó cứ thương người này, nó cứ ghét người kia, nó cứ chửi người nọ, nó cứ làm hoài vậy. Nếu cái máy đó được câu với cái não bộ tốt, được nuôi nấng tốt thì cái não này sống 1000 năm sau nó vẫn lải nhải cái kiểu của nó. Nó vẫn kể chuyện đời xưa cho em út mình nghe, nó kể chuyện hồi nhỏ cho anh chị mình nghe, nói chuyện vui chuyện buồn nó cứ lải nhải, nó kể hoài vậy trong cái máy á. 1000 năm sau nó vẫn làm chuyện đó. Nên nếu chúng ta mà có tin cái não của chúng ta là biết là một cái sự hoạt dụng, nó không cần thiết. Không cần thiết. Đó, thành ra là khi mà chúng ta học Phật pháp mà càng đi vào chiều sâu chừng nào thì chúng ta phải nhẹ đi sự phân biệt chừng đó. Và nhẹ đi sự phân biệt chừng nào thì chúng ta gần ở trung tâm chừng đó. Và gần trung tâm chừng nào thì trí tuệ chúng ta càng dễ khai mở ra, mở trí tuệ ra. Chúng ta mới nhận được cái tự tánh chân thật của mình. Còn nếu không là chúng ta không nhận ra được. Nên là cái phần mà thu thất đại này á, từ cái tứ đại phải không? Từ tứ đại. Từ đất nè, nước, gió, lửa, không? Rồi không đại, rồi kiến đại và thức đại. Rồi trong bảy đại này thì không có cái gì có nguyên nhân, không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên và cũng không phải do hòa hợp mà có. Mà nó vốn là gì? Vốn là Như Lai tràn tâm trùm khắp pháp giới này, thanh tịnh bản nhiên từ ngàn xưa tới giờ phút này. Có nghĩa là từ cái vật chất mà chúng ta thấy là cái thân này là do tứ đại hòa hợp, đất nước gió lửa hòa hợp, đúng không? Nhưng mà nó thanh tịnh chứ không phải nó cấu quế. Từ xưa giờ chúng ta thấy vật chất này là thanh tịnh hay cấu quế? Chúng ta thấy cái thân này là cấu quế, đúng không? Là cái thấy nhìn của cái thế gian. Chứ cái thân này là thanh tịnh. Tứ đại vốn thanh tịnh và trùm khắp pháp giới, chứ không phải là cái thân mấy chục kg này nữa. Không? Rồi tới cái không đại, rồi tới cái kiến đại, tức là cái không đó cũng thanh tịnh, rồi cái thấy mình cũng thanh tịnh, và cái thức này cũng vốn là thanh tịnh. Tức là vật vật trong trần gian này từ ngàn xưa tới bây giờ vốn tự thanh tịnh. Đức Phật phân tích tới cái vật chất đã thanh tịnh rồi thì không còn cái chuyện gì mà không thanh tịnh nữa. Mà con người nếu mà nhận ra được pháp giới vũ trụ này vốn tự thanh tịnh từ ngàn xưa, tức là người đó nhận được đạo, người đó ngộ đạo. Còn người nào mà vẫn còn thấy trần gian này là có đúng, có cái sai, có cái hay, có cái dở, có cái phải, có cái trái, thì người đó không đủ trí tuệ để nhận Phật đạo. Cho nên nếu muốn nhận Phật đạo là chúng ta phải rời khỏi cái tịnh và uế, phải rời thoát được cái đúng và sai, phải rời thoát được cái phân biệt hai bên, rời thoát được cái nhân duyên và rời thoát tới tự nhiên, rời thoát được cái hòa hợp và không hòa hợp. Vì tất cả mọi cái đã trùm khủ khắp pháp giới này không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên, không phải do sự hòa hợp, mà nó vốn là như vậy rồi. Cho nên người nào mà mở mắt ra nhận được cái như vậy hiện tiền, tức là người đó ngộ đạo. Trong lục căn, trong cái thấy nghe hay biết trong đời sống này, trong mọi thời mọi lúc xảy ra với chúng ta ngay tại đây và bây giờ, nó vốn chỉ là như vậy chứ không có là cái gì khác. Vốn là như vậy, cho nên chúng ta phải như vậy để mà sống. Như vậy để mà thấy, như vậy để mà nghe, như vậy để mà biết. Thì người đó là người sống ở trong tự tánh. Còn nếu chúng ta không thấy như vậy, không chịu nghe như vậy, ngồi tại đây mà chúng ta không chịu như vậy ở nơi đây, thì chúng ta đã rời xa sự thật. Chứ là ngồi tại đây là chúng ta như thấy, như biết này, không thêm không bớt. Thấy thì như vậy mà thấy, nghe thì như vậy mà nghe, biết thì như vậy mà biết. Tức là chúng ta thấy như vậy, nghe như vậy, biết như vậy ở nơi thực tại hiện tiền này, không trước đó một chút, không sau đó một chút. Trước một tiếng nói chúng ta chưa nghe, sau tiếng nói không còn nghe tiếng, nghe tiếng khác chứ không còn nghe tiếng đó nữa. Chúng ta phải nhạy bén, tinh nhuệ, trí tuệ chúng ta hết sức là tinh nhuệ, chúng ta mới sống đúng với sự thật hiện tiền này. Còn người nào chậm lục một cái là nó liền qua. Vừa có một tiếng, tức là khi chưa có tiếng á, thì cái tiếng này là tương lai, phải không? Khi mà cái tiếng hiện ra thì tiếng là liền thành quá khứ, chứ không có hiện tại, không có hiện tại. Chỉ một thoáng hiện tại rất là nhanh, nó còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng nữa. Thì cái thoáng hiện đó mà chúng ta tiếp nhận được á, tức là người biết sống ở chỗ hiện tiền này. Nhưng mà chúng ta luôn luôn là trôi về quá khứ hoặc là dạt về tương lai, chứ chúng ta chưa bao giờ ở hiện tại. Chúng ta dừng qua lắc cái đồng hồ, sàn qua bên đây rồi sàn qua bên kia, sàn qua bên nọ, chúng ta không có dừng lại được. Thì bây giờ làm sao chúng ta phải cân đối mình để mình dừng lại ngay tại đây. Cân đối cái thấy biết chúng ta để đừng rớt bên đây, đừng rớt bên kia nữa. Cân đối cái đời sống chúng ta đừng rớt vào quá khứ và đừng vọng hướng tương lai nữa. Chúng ta chỉ biết cái phút giây hiện tiền này vốn có đầy đủ,
không thiếu thốn. Và chúng ta tự an với cái hiện tiền này thì coi như chúng ta đã học hết kinh điển của đạo Phật, và chúng ta đã tu xong cái việc tu của mình. Còn nếu chúng ta không chấp nhận cái phút giây này thì nó liền trôi, một thoáng hiện liền trôi qua, thoáng hiện liền trôi qua, thoáng hiện liền trôi qua, rất là nhanh. Có người nào mà đủ cái trí tuệ mới thừa đương được cái Phật đạo lớn lao này. Trong cái khoảnh khắc hết sức nhanh nhạy đó là cái thoáng hiện tiền, thoáng hiện tiền. Thì trí tuệ chúng ta nhạy lắm, chúng ta mới cảm được cái thoáng hiện tiền này. Mà một người cảm được cái thoáng hiện tiền này tức là người cảm nhận được Phật đạo, là coi như xong việc tu của chúng ta. Từ đó trở về sau, cuộc đời chúng ta luôn sống trong an lạc, trong phúc lạc. Mưa rào sẽ mưa xuống chúng ta, mưa hoa mười phương sẽ rải đến nó cúng dường mình. Rồi nếu không là chúng ta cứ tìm, cứ kiếm, cứ chạy tới chạy lui suốt cả đời này, rồi mãi mãi những đời tới nữa chúng ta sẽ chạy tìm kiếm tiếp, để rồi phải hơn thua, phải tranh đấu, phải khổ đau, phải khóc lóc, phải phiền muộn chất cho đầy vai chúng ta cho tới xuống mồ, rồi chôn sâu xuống lòng đất, nó bắt đầu nó mọc mộng nảy lên, nó mồng mới, nó bắt đầu tiếp tục khổ tiếp không dừng. Nên là khi mà xong cái thất đại này là tận cùng cái vật chất, Đức Phật lý luận tận cùng cái vật chất và cái không vật chất đều thanh tịnh. Cái vật chất là đất nước gió lửa, cái không là cái không vật chất, phải không? Cái kiến là cái thấy cũng không vật chất, cái thức cũng là cái không vật chất, đều là thanh tịnh, là bản nhân trùm khắp pháp giới từ ngàn xưa tới giờ không có khác. Thì đến chỗ này là Đức Phật muốn nói là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Rồi nhận được tới chỗ này coi như là chúng ta ngộ đạo. Còn nếu mà học Tinh Lăng Nghiêm từ trước tới đây mà chúng ta không biết cái gì thì chúng ta bị tuột khỏi cái cơ hội lớn của chúng ta rồi. Thật ra người học đạo là không phải thấy cái tâm mình thanh tịnh là học đạo đúng, mà phải thấy luôn cả vật chất là thanh tịnh nữa. Kinh Lăng Nghiêm nó lý luận tới chỗ này, tận cùng vật chất là một sự thanh tịnh bản nhiên từ ngàn xưa tới bây giờ. Đất nước gió lửa là vật chất theo cái thấy nhìn của chúng sanh, nhưng đã thanh tịnh. Rồi cái hư không này cũng vốn thanh tịnh, rồi cái thấy của mình cũng vốn thanh tịnh, và cái thức phân biệt cũng vốn thanh tịnh trùm khắp pháp giới luôn, không phải do nhân duyên, không phải do tự nhiên. Thì bây giờ từ cái chỗ thanh tịnh này, mình muốn thấy cái mình nhìn, mình muốn nghe cái mình nghe âm thanh, mình muốn đưa tay lên để tay xuống là tùy mình. Từ cái chỗ thanh tịnh mà phát nguồn tất cả mọi cái, muốn nói, muốn nín là tùy mình. Chứ tất cả những cái hiện ra trong pháp giới này không có xuất phát từ đâu ngoài sự thanh tịnh cả. Chúng ta đang ngồi đây tức là đang ngồi ở cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối của chính mình. Chúng ta đang ở trong cái pháp giới thanh tịnh toàn chân, chứ chúng ta không ở ngoài. Đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh đều xuất phát từ nguồn tánh thanh tịnh này cả. Rồi bây giờ tới tất cả những pháp trần, những cái duyên trần nó đến chúng ta cũng là thanh tịnh. Nếu chúng ta đứng ở chỗ thanh tịnh để chúng ta tiếp nhận mọi cái đều là thanh tịnh thì cả cái vũ trụ này đều là thanh tịnh. Cực lạc hiện tiền ở đây chứ không có ở Tây Phương. Thì người nào mà trong đi đứng nằm ngồi mỗi mỗi hiện hữu với chính họ đều là thanh tịnh, thì mỗi mỗi hiện hữu đều là cực lạc, đều là phúc lạc hiện tiền. Thì làm sao chúng ta sống được với cái cực lạc, cái phúc lạc này là cái chỗ mà Phật tỷ chư Phật muốn chỉ với chúng ta. Đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn dạy cái thu thất đại á. Từ bảy cái đại này, Đức Phật muốn nói tới cái chỗ chân thật, tất cả tánh tướng trong vũ trụ này, tất cả những cái khái niệm có không trong vật chất và không vật chất ở trong vũ trụ nhân sinh này, tất cả pháp giới này đều vốn dĩ là thanh tịnh tuyệt đối, không có cái khác. Tất cả vũ trụ này là toàn chân, từng hạt cát nhỏ nó cũng là toàn chân, từng đông hoa nhỏ, từ cái ngọn gió thoảng qua với mình nó cũng là toàn chân, là thanh tịnh. Không có cái gì là không thanh tịnh. Cái không thanh tịnh là do mình. Chứ vũ trụ này vốn thanh tịnh rồi, mọi cái vốn thanh tịnh rồi, mọi cái vốn an lạc rồi, mọi cái vốn phúc lạc rồi. Chỉ có mình không có chấp nhận để mình sống bất an mà thôi. Tới đây chúng ta phải nhận tới chỗ đó, không? Tánh tướng đều như như. Vũ trụ này vốn là như như, là thanh tịnh, bất biến. Vì chúng ta bây giờ đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang ngủ, đang thức với Phật của chính mình rồi. Không, chúng ta ở trong vòng tay thanh tịnh của chư Phật một cách tuyệt đối rồi. Ở trong cảnh giới của chư Phật hiển lộ từ ngàn xưa tới giờ này rồi. Chứ chúng ta chưa bao giờ rời khỏi chỗ thanh tịnh, chưa có ai rời khỏi chỗ thanh tịnh cả. Không có một chúng sanh nào rời khỏi chỗ thanh tịnh cả.
làm gì cũng đang ở trong thanh tịnh đó. Chúng ta dám nhận điều này không? Dám nhận điều này thì xin cúi đầu lãnh lễ chư Phật hiện tiền. Thì nhận được điều này chính là Phật. Mà tất cả những người ngồi trước đây đều là đã là Phật rồi, chứ không phải là sẽ thành nữa, mà đã là Phật từ lâu lắm rồi. Thì quý vị không chịu nhận mình là Phật, cho nên thích làm chúng sanh thì chơi vui để khổ sở ở đây thôi. Chứ ai cũng đã là Phật hết rồi. Ai cũng đã là thanh tịnh, là sáng suốt, đã là nhiệm màu hết, chứ không có ai lầm mê cả. Đứng ở cái vị trí đạo lý mà nhìn là không có ai bị lầm mê cả. Bây giờ là tất cả những người ngồi trước mắt, những người đang có mặt ở đây đều là Phật. Xin thành tâm kính lễ chư Phật đang hiện tiền. Bây giờ chúng ta nghe cái buổi giảng chiều nay ha. Cái gì chắp tay hồi hướng cho ta nghĩ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Đạo vô thường thể.